Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Chương 421, đàm phán. Lúc Tiêu Chính Văn quay về, Khương Vi Nhan và những người phụ trách có liên quan cũng đã được thả ra. Khi cô thấy Tiêu Chính Văn đứng chờ mình ở cổng, hai mắt đỏ hoe, nước mắt trào ra, chạy bước nhỏ tới nhào vào lòng anh, tủi thân bật khóc nức nở. Tiêu Chính Văn nhẹ nhàng ôm lấy Khương Vi Nhan, dịu dàng an ủi, ổn rồi, không sao hết, chúng ta về nhà nào. Vâng. Khương Vi Nhan khẽ gật đầu, bước cùng Tiêu Chính Văn quay về sân nhỏ. Về phần sự cố an toàn, qua cuộc họp báo của Châu Nham chính đã kịp thời công bố rõ ràng với bên ngoài rằng có người ác ý hãm hại công ty nhà họ Khương. Hôm sau, Hi, An An, chào buổi sáng. Tập đoàn Đỗ Thị ở Tu Hà, Tiêu Chính Văn nhàn rỗi đến chán ngắt, đến cửa hàng Starbucks ở sảnh tầng 1 của công ty, định mua một cốc đồ uống lại tình cờ bắt gặp An An đang cầm mấy cốc Starbucks, vẻ mặt vội vã. Cô gái này càng ngày càng lớn, à không, càng ngày càng xinh hơn rồi. Cô ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng thêu hoa, kết hợp với một chiếc váy xếp ly ngắn màu đen, tôn lên thân hình hoàn hảo, quyến rũ. Nhất là đôi chân ngọc ngà trắng nõn như sữa, thẳng tắp, thon thả khiến bao gã đàn ông ao ước. Đôi ngực căng tròn được áo sơ mi ôm trọn, vừa nhìn đã khiến người khác nghẹt thở. Tiêu Chính Văn, An An ngạc nhiên thốt lên. Sao vậy, có vẻ cô không muốn gặp tôi lắm nhỉ? Tiêu Chính Văn ngượng ngùng mỉm cười, nói. Anh nói gì thế? An An nghi hoặc hỏi, sau đó bật cười, anh nghĩ nhiều rồi, tôi xuống mua giúp tổng giám đốc mấy ly cà phê. Hôm nay có đoàn đại diện của công ty Dược Lực Dương đến công ty bàn chuyện hợp tác, tôi bận quá nên không chú ý tới anh mà thôi. À, ra vậy, ha ha. Gương mặt Tiêu Chính Văn chợt ửng đỏ, còn tưởng mình đã chọc giận gì cô trợ lý tổng giám đốc này nữa cơ. Tôi cầm giúp cô, vừa lúc tôi cũng đi lên. Tiêu Chính Văn phát huy hoàn hảo sức hấp dẫn của một người đàn ông tốt. Thời gian chờ thang máy, Tiêu Chính Văn tò mò hỏi, đoàn đại diện của công ty Dược Lực Dương đến công ty bàn chuyện hợp tác à? Ừ, An An khẽ vuốt tóc mai, hơi ngập ngừng nói, thật ra tôi vừa nghe được đại khái từ văn phòng tổng giám đốc, công ty Dược Lực Dương chuẩn bị chấm dứt toàn bộ hợp tác với tập đoàn Đỗ Thị, tổng giám đốc hiện đang phiền não về chuyện này. Chấm dứt hợp tác? Tiêu Chính Văn cau mày. Trong lòng có dự cảm xấu. Sau khi nói vài câu với An An, Tiêu Chính Văn trầm ngâm đi về phía phòng marketing, trùng hợp đụng phải Hà Thục Tuệ. Người phụ nữ này đã sớm không còn dáng vẻ kiêu ngạo ở công ty lúc trước, bây giờ gặp Tiêu Chính Văn lại cúi đầu mà đi, hệt như chuột thấy mèo. Hà Thục Tuệ cũng rất bất lực, lẩm bẩm, sao lại đụng phải anh ta chứ, thật xui xẻo. Nghĩ vậy, cô ta quay đầu, vội vàng đi lướt qua Tiêu Chính Văn. Giám đốc Hà, làm gì mà vội vàng quá vậy, Tiêu Chính Văn cười nhạt. Hà Thục Tuệ ngây người, đứng sững lại, hung hăng trừng mắt với anh, Tiêu Chính Văn, chúng ta không thù không oán, rốt cuộc anh muốn làm gì? Cô ta bị ám ảnh bởi Tiêu Chính Văn, sợ tên ác ma này lại đánh mình thêm mấy cái. Tiêu Chính Văn nhún vai, mặt không có hứng thú, nói, không có gì, chỉ là chào hỏi cô thôi mà. Khốn nạn! Hà Thục Tuệ dậm chân. Dẫm lên đôi giày cao gót xoay người rời đi. He he, người phụ nữ này xem ra bị mình đánh tan lá chắn tâm lý rồi. Tiêu Chính Văn quay lại phòng marketing, rảnh rỗi buồn chán cùng Trương Sở Sở xem, Thiên Sứ Đến Bên Tôi, một bộ phim hoạt hình không thể bỏ qua dành cho các chàng trai. Nhân tiện, Tiêu Chính Văn cũng tạo tài khoản riêng trên TikTok, anh Văn vô địch của bạn. Đột nhiên, tất cả mọi người phòng kinh doanh đồng loạt đứng dậy chỉnh tề như quân đội. Ánh mắt nghiêm trang nhìn lối ra vào của phòng. Tám người đàn ông mặc vest đen, xếp thành hai hàng, mỗi bên bốn người, đi thẳng vào trong, giữa hai hàng người mặc vest đen, Đỗ Tình Tuyết và một người đàn ông trung niên bước vào. Đỗ Tình Tuyết và người đàn ông trung niên này đến thị sát phòng marketing. Người đàn ông trung niên tầm 40-50 tuổi, khí thế uy nghiêm, bước đi vững vàng như rồng như hổ, thể hiện sự tự tin và bản lĩnh của một ông chủ doanh nghiệp. Khí thế mạnh thật, đúng là ông chủ lớn. Trương Sở Sở nói mấy câu, thủ thỉ vào tai Tiêu Chính Văn, ông ta chính là chủ tịch tập đoàn Dược Lực Dương, Tống Khánh Lâm, nghe nói lần này đến tập đoàn Đỗ Thị chúng ta là để bàn bạc về dự án hợp tác. Bàn chuyện hợp tác, Tiêu Chính Văn thờ ơ liếc nhìn Tống Khánh Lâm, anh đã gửi một tin nhắn cho Lý Trường Thắng, trong nháy mắt đã nắm rõ mọi thông tin về Tống Khánh Lâm. Tài sản 5 tỷ tệ, còn nhiều tiền hơn Đỗ Tình Tuyết.
nhân vật lớn như vậy đích thân đến tập đoàn Đỗ thì chúng ta bàn chuyện làm ăn, sao tôi cảm thấy tình hình hơi sai sai. Tiêu Chính Văn lẩm nhẩm mấy câu, trong lòng anh hiểu rõ, dựa theo tính tính của Đỗ Tình Tuyết, nếu công ty Dược Lực Dương có bất kỳ mối đe dọa nào bên trong thì đoán rằng hai bên đều không có lợi. Có gì không đúng chứ, tập đoàn Đỗ Thị và công ty Dược Lực Dương lần này hợp tác là chuyện rất quan trọng. Chủ tịch công ty họ đích thân đến, nói không chừng có dự án lớn nào đó. Nếu chúng ta thương lượng ổn thỏa thì không lo tiền lương không tăng đâu. Trương Sở Sở vui vẻ cười nói. Không biết không có tội. Ngay khi Tiêu Chính Văn đang suy đoán ý đồ của công ty Dược Lực Dương là gì, Triệu Mẫn trưởng phòng marketing đã tiến lên chào hỏi. Cô ta tươi cười nói, Chủ tịch Tống, không ngờ ông đến sớm hơn cả dự kiến, bên này chúng tôi còn chưa kịp chuẩn bị chu đáo để đón tiếp ông. Triệu Mẫn quả nhiên là một người phụ nữ ưu tú chốn công sở, lời nói hết sức toàn vẹn, khó lòng bắt bẻ. Đặc biệt hôm nay cô ta mặc váy ngắn màu đỏ, kết hợp cùng áo sơ mi trắng thành thục, tôn lên thân hình quyến rũ trưởng thành. Tống Khánh Lâm mỉm cười, ha ha, không ngờ lại được trưởng phòng Triệu đích thân tiếp đãi, là vinh hạnh của tôi. Cô là đóa hoa trong giới doanh nhân ở Tu Hà chúng ta đó. Nào có, Chủ tịch Tống quá lời rồi. Đóa hoa của giới doanh nhân Tu Hà phải là Tổng Giám Đốc Đỗ của chúng tôi mới phải. Triệu Mẫn nở nụ cười tươi tắn, cô ta lăn lộn trốn công sở mấy năm liền, đã luyện được bản lĩnh nói chuyện đúng thời điểm. Lời khen của đàn ông, cô ta cũng nghe nhiều rồi. Anh Tiêu, sao tôi cảm thấy Chủ tịch Tống có ý với trưởng phòng Triệu nhỉ? Trương Sở Sở gãi đầu nói. Tiêu Chính Văn chế nhạo, đàn ông mà, thấy người đẹp không nhịn được phải liếc nhìn nhiều chút. Hôm nay Đỗ Tình Tuyết mặc áo sơ mi van màu đen, quần ống rộng bằng lụa mềm mại, đi đôi giày cao gót nhọn tầm 3 đến 4 phân, nhìn rất phóng khoáng, thành thục. Chủ tịch Tống, chúng ta vào trong rồi nói, Đỗ Tình Tuyết mỉm cười nói. Được. Tống Khánh Lâm đáp lời, đi vào phòng họp cùng Triệu Mẫn và Đỗ Tình Tuyết. Trong phòng họp, một mình Tống Khánh Lâm ngồi trên ghế sofa lớn bằng da, nhấp một ngụm trà Long Tỉnh hảo hạng. Bao quanh ông ta là 8 thuộc hạ oai vệ, chia đều hai bên, mặt luôn đeo kính râm. Đỗ Tình Tuyết và Triệu Mẫn ngồi một bên bàn hội nghị, máy tính xách tay Apple đang chỉnh chiếu trên màn hình. Tình Tuyết à, mặc dù chú và bố cháu có giao tình sâu đậm, về lý mà nói thì cháu cũng nên gọi chú một tiếng chú, nhưng lần này tập đoàn Đỗ Thị và Lực Dương hợp tác. E là chú cũng chỉ coi trọng năng lực thôi. Tống Khánh Lâm vốn là người nóng nảy nên vào thẳng vấn đề, toàn bộ kế hoạch đầu tư và nghiên cứu của dự án khiến Lực Dương tiêu tốn không ít tiền, nhưng thời gian không chờ ai, cộng thêm bên Long Kinh dạo này rất kín tiếng, tin tức về vụ thuốc giả đã khiến quốc gia bắt đầu chú ý đến ngành dược rồi. Lực Dương đầu tư mấy dự án bên đó cũng gặp chút rắc rối, nguồn vốn khó đáp ứng được. Vì vậy, sau khi thảo luận cùng ban giám đốc, bọn chú đã quyết định tạm thời rút vốn khỏi dự án nghiên cứu thuốc của tập đoàn Đỗ Thị. Tống Khánh Lâm dựa lưng vào ghế sofa, uống một ngụm trà Long Tỉnh, rồi ngồi đó chờ hai người trước mặt trả lời hoặc đàm phán. Chương 422, rút vốn thì rút vốn đi. Rút vốn ư? Đỗ Tình Tuyết nhíu chặt mày, mặc dù đã nhận thông báo từ sớm, nhưng lúc này nghe thấy chủ tịch của Lực Dương đích thân nói ra, khó tránh khỏi hơi ngạc nhiên. Chú Tống, sao lại đột nhiên rút vốn vậy? Cháu biết rõ chuyện bên phía Long Kinh, Đỗ Thị cũng có đầu tư bên Long Kinh, nhưng vụ án này cũng không có ảnh hưởng lớn gì đến sản nghiệp của hai nhà chú và cháu, không biết tại sao chú Tống lại vội rút vốn như vậy? Hay là chú Tống nghe được tin đồn gì? Đỗ Tình Tuyết sẽ không nói mà không chắc chắn. Cô ta đã âm thầm điều tra kỹ, những sản nghiệp của công ty Dược Lực Dương ở Long Kinh hoàn toàn không hề chịu bất cứ ảnh hưởng nào, công ty vẫn hoạt động rất tốt. Vậy nên mới nói, nhất định Tống Khánh Lâm có nguyên nhân khác. Cháu Tình Tuyết à, trước tiên cháu đừng vội, đây không phải chuyện một mình chú có thể quyết định, dù sao đây cũng là kết quả mà hội đồng quản trị của công ty chú đã bàn bạc trao đổi. Tống Khánh Lâm gật đầu cười nói, với mối quan hệ tốt của chú với bố cháu, chút chuyện này chú vẫn sẽ giúp. Chỉ là chú không dễ ăn nói với bên hội đồng quản trị. Vì chuyện này mà chú đã trở mặt cãi nhau một trận với mấy lão già kia. Nhưng kết quả của cuộc họp vẫn là rút vốn đầu tư. Đỗ Tình Tuyết rơi vào trầm tư, nhíu chặt mày. Lúc này Triệu Mẫn bên cạnh chen lời cười nói, ôi, Chủ tịch Tống, chuyện gì cũng có cách giải quyết cả mà, tôi nghĩ ông là người rõ nhất về dự án nghiên cứu lần này,
lợi nhuận của nó không cần tôi nói chắc Chủ tịch Tống cũng hiểu, huống hồ, bây giờ dự án đã sắp đến gần hồi cuối, đột nhiên Lực Dương nói muốn rút vốn, điều này khiến Đỗ Thị chúng tôi cũng rất khó khăn. Cũng không hẳn là buộc phải rút vốn, Tống Khánh Lâm đột nhiên cười nói, thật ra còn có một cách khác, không biết cháu Tình Tuyết suy nghĩ thế nào. Đỗ Tình Tuyết nhíu đôi mày thanh tú, lúc nhìn sang Tống Khánh Lâm thì thầm cười khẩy, đồ cáo già, cuối cùng cũng sắp lộ đuôi rồi. Liên quan đến hợp tác lần này, Lực Dương bọn chú chỉ chiếm 30% lợi nhuận, qua cuộc thảo luận của hội đồng quản trị, nếu không rút vốn, vậy Lực Dương bọn chú ắt sẽ phải bỏ rất nhiều vốn để hoàn thành dự án này. Đây là lần đầu tiên Lực Dương bỏ ra số tiền lớn để đầu tư như vậy, nên bọn chú cần bảo đảm đủ lợi nhuận để thu được lợi tức. Tống Khánh Lâm rất biết cách quan sát sắc mặt người khác để mở lời, câu tiếp theo của ông ta khiến phòng họp nhanh chóng trở nên yên tĩnh, 50%. Bọn chú cần lợi nhuận 50%, đồng thời bọn chú cần công ty các cháu chuyển nhượng mọi trao quyền cùng với số liệu thí nghiệm liên quan đến dự án nghiên cứu thuốc mới lần này. Không thể nào, kinh doanh không phải làm như vậy. 50% lợi nhuận đã vượt qua giới hạn của bọn cháu, hơn nữa số liệu liên quan đến dự án nghiên cứu, trước đó chúng ta đã bàn xong rồi, chỉ có thể thuộc về công ty bọn cháu. Sắc mặt Đỗ Tình Tuyết hết sức u ám, giọng điệu cũng trở nên sắc bén, các chú như vậy là đơn phương phá vỡ hợp đồng. Thái độ của Đỗ Tình Tuyết vô cùng không thân thiện, uổng cho mình gọi ông ta là chú nhiều năm như vậy, không ngờ đối phương lại muốn không làm mà có ăn. Đôi mắt Tống Khánh Lâm lóe sáng, ông ta cũng không trông mong cô cháu gái họ Đỗ này sẽ đồng ý ngay lần bàn bạc đầu tiên, ông ta cười nói, đây chỉ là điều kiện của hội đồng quản trị bọn chú đưa ra, cháu không cần nổi giận. Chú nghĩ liên quan đến dự án nghiên cứu lần này, cháu nên rõ hơn bất kỳ ai trong bọn chú, đây là một bước chuyển mình lớn của tập đoàn Đỗ Thị, cũng là bước đi cần thiết để Đỗ Thị tiến quân vào Long Kinh. Chú nghĩ bố cháu chuẩn bị lâu như vậy, sẽ không để nó trôi theo dòng nước như thế, cháu suy nghĩ thử, nghĩ kỹ rồi chúng ta lại bàn tiếp, thế nào? Đã nói đến nước này rồi, trong lời nói của Tống Khánh Lâm rõ ràng mang theo ý uy hiếp. Đỗ Tình Tuyết nhíu mày, chú Tống. Chú đang uy hiếp cháu sao? Hai, cháu gái à, cháu nói câu này quá nặng lời rồi, chú và bố cháu có quan hệ tốt nhiều năm như vậy, chú làm vậy cũng là suy nghĩ cho cháu thôi. Mặc dù bây giờ ông ấy không ở Tu Hà, nhưng đã bàn giao lần hợp tác này cho cháu phụ trách, đủ để thấy kỳ vọng của ông ấy đối với cháu. Tống Khánh Lâm nở nụ cười gian xảo như cáo già. Đỗ Tình Tuyết nghe vậy, trên mặt bừng bừng lửa giận, vẻ mặt vốn đã lạnh lùng lại càng như băng tuyết. Cháu thấy chúng ta hoàn toàn không cần phải bàn tiếp nữa, rút vốn thì rút vốn, dự án nghiên cứu lần này không có Lực Dương của các chú thì Đỗ Thị bọn cháu vẫn sẽ tiếp tục tiến hành. Chương 423, ông biết tôi sao? Tống Khánh Lâm nghe vậy, trên gương mặt cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười khẩy, cháu gái à, chú biết tính tình cháu từ nhỏ đã lạnh lùng, mạnh mẽ và háo thắng quen rồi. Nhưng dự án nghiên cứu lần này cháu rõ hơn ai hết. Không có công ty Lực Dương đầu tư cho các cháu thì các cháu rất khó tiến hành tiếp. Cho dù các cháu có thể nghiên cứu nhưng kênh tiêu thụ sau này các cháu xử lý thế nào? Thành phố Tu Hà có phần nửa kênh tiêu thụ đều trong tay Lực Dương, các cháu muốn tiến quân vào Long Kinh thì cũng phải thông qua việc hợp tác với Lực Dương, cho nên chú vẫn hy vọng cháu suy nghĩ cẩn thận. Suy cho cùng đây là chiến lược bố trí tiến quân vào Long Kinh của các cháu, nếu như lần này thua rồi. Vậy Đỗ thì các cháu sẽ phải biến mất ở khu vực thành phố Tu Hà. Đỗ Tình Tuyết im lặng, Tống Khánh Lâm nói không sai, Đỗ Thị đã đầu tư quá nhiều vốn cho dự án nghiên cứu lần này, nếu dự án thất bại nửa đường, vậy sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho Đỗ Thị. Trao đổi với Triệu Mẫn mấy phút, Đỗ Tình Tuyết ngẩng đầu, mặt lạnh tanh, nói, 40%. Đây là giới hạn của cháu, cũng là sự nhượng bộ lớn nhất mà Đỗ Thị có thể đưa ra. Số liệu của dự án nghiên cứu, bọn cháu sẽ không đưa. Đỗ Tình Tuyết cắn răng, sự nhượng bộ này đã khiến cô ta rất khó chịu, không ngờ đến giờ phút quan trọng này, Lực Dương lại giở thủ đoạn như vậy. Nếu như bố mình ở đây thì ông ấy sẽ xử lý thế nào? Đỗ Tình Tuyết không biết thế nào, cũng không để ý những thứ này. Tống Khánh Lâm cười khẩy, đứng dậy phủi bộ vest rồi nói, cháu gái à, cháu vẫn còn nhiều thứ phải học đấy. 40% là giới hạn của cháu, nhưng 50% là giới hạn của chú. Cháu vẫn nên suy nghĩ kỹ đi, không cần trả lời chú vội. Tống Khánh Lâm dứt lời, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
mà lúc này, một giọng nói không lạnh không nóng, đẩy cửa đi vào. Công ty Dược Lực Dương muốn rút vốn thì cứ rút đi. Tập đoàn Đỗ thì chúng tôi không cần ý tốt của Chủ tịch Tống. Không có vốn đầu tư của công ty Chủ tịch Tống thì việc nghiên cứu và tiêu thụ của thuốc mới này, chúng tôi vẫn có thể làm tốt. Sắc mặt Tiêu Chính Văn lạnh lùng bước vào phòng. Toàn bộ mọi người đều quay đầu nhìn sang, thoáng chốc sắc mặt đã trở nên u ám. Đỗ Tình Tuyết sững sờ, sau đó nói với vẻ mặt lạnh lùng, Tiêu Chính Văn, ai cho anh vào đây, ra ngoài trước đi. Triệu Mẫn cũng nghiêng đầu nhìn sang người đàn ông đột nhiên xông vào này, ánh mắt nghi ngờ chăm chú nhìn anh. Người đàn ông này chính là vệ sĩ tin đồn bên cạnh tổng giám đốc Đỗ sao? Mạnh miệng thật đấy. Lẽ nào anh ta không biết, việc hợp tác với công ty Lực Dương lần này có ý nghĩa gì với tập đoàn Đỗ thị sao? Đây chẳng phải là gây chuyện vớ vẩn sao? Thế nhưng, lúc này Tống Khánh Lâm lại đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn, cười nhạt nói cậu là Tiêu Chính Văn à? Ánh mắt Tiêu Chính Văn nghi ngờ, hỏi ngược lại, ông biết tôi sao? Tống Khánh Lâm che giấu cơn giận của mình, trên mặt mang theo nụ cười nhạt, nói tôi từng nghe Thiên Lỗi nhắc đến, bên cạnh Tổng Giám Đốc Đỗ có một vệ sĩ giỏi, hôm nay được gặp đúng là hiếm thấy, hiếm thấy. Tống Thiên Lỗi. Tiêu Chính Văn đáp lại bằng nụ cười giả tạo. Bên này, Đỗ Tình Tuyết vội đứng ra, nói Chủ tịch Tống, cháu đưa chú ra ngoài trước. Tống Khánh Lâm trả lời, được, vậy thì làm phiền Tổng Giám Đốc Đỗ rồi. Nói xong câu này. Ông ta nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt nham hiểm, rồi rời khỏi văn phòng Tổng Giám Đốc. Lúc Đỗ Tình Tuyết đi qua bên cạnh Tiêu Chính Văn, cô ta nhíu mày thấp giọng nói bên tai anh, sau này đừng tùy tiện vào văn phòng của tôi. Tiêu Chính Văn nhíu mày, không nói gì. Mà lúc này, hiển nhiên anh cảm nhận được có một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình chăm chú, vừa quay mặt qua đã nhìn thấy khuôn mặt sáng bừng. Triệu Mẫn vẫn cứ quan sát Tiêu Chính Văn, người đàn ông này đến công ty không bao lâu. Mà danh tiếng đã vang xa trong công ty. Mặc dù đều là những sự tích không đáng tin, nhưng cô ta cũng nghe như sấm rền bên tai. Tiêu Chính Văn nở nụ cười tươi rói, Triệu Mẫn cũng mỉm cười đáp lại. Đây là người phụ nữ thành thục như hoa, chắc chắn là một cực phẩm. Khoảnh khắc nhìn thấy cô ta, là một người đàn ông, có lẽ cũng không nhịn được mà muốn đến gần cô ta. Người này tốt hơn nhiều so với khí chất lạnh lùng cao quý của Đỗ Tình Tuyết. Cô ta giống như một đóm lửa, khiến người ta không cầm lòng được chỉ muốn nhào tới. Tiêu Chính Văn cười híp mắt, hoàn toàn không che giấu ánh mắt của mình, thậm chí cố ý dừng trước ngực của đối phương mấy giây. Triệu Mẫn không phải phụ nữ bình thường, đương nhiên hiểu sự nóng bỏng trong mắt Tiêu Chính Văn. Lần đầu tiên cô ta cảm thấy người đàn ông này rất thú vị, vậy mà lại dám nhìn chằm chằm vào mình to gan như vậy. Mặt cô ta mang theo nụ cười. Để lại một dấu ngón cái đầy ẩn ý rồi bước trên giày cao gót rời khỏi văn phòng. Đủ loại tình cảm mà. Chương 424, một tay che trời. 3-4 giờ chiều, công ty bỗng thông báo mở cuộc họp quản lý cấp cao khẩn cấp khiến mọi người hoảng hốt. Nhất là vào thời điểm quan trọng này, cũng không biết ai đã tung tin ra ngoài, tin tức công ty Dược Lực Dương sắp rút vốn đầu tư lan nhanh trong khắp công ty. Khốn kiếp, là kẻ nào? Rốt cuộc là ai đã tung tin đồn này? Tra ngay cho tôi. Trong văn phòng tổng giám đốc, Đỗ Tình Tuyết tức giận cả người run rẩy. Còn nữa, lát nữa bảo các trưởng phòng của các bộ phận đến phòng họp. Lần đầu tiên An An thấy tổng giám đốc tức giận như vậy, vội đáp vâng, bây giờ tôi đi sắp xếp ngay. Nói xong cô ta vội vã đi ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, đứng ngoài cửa hít một hơi thật sâu. Trợ lý An, cô sao vậy? Bỗng một giọng nói làm An An giật mình ngẩng đầu lên nhìn thì nhận ra đó là Tiêu Chính Văn. Sao anh lại đến nữa, cô ta hỏi. Tiêu Chính Văn gãi đầu nhìn văn phòng Tổng Giám Đốc, vẻ mặt tỏ vẻ vô tội nói, Tổng Giám Đốc Đỗ bảo tôi đến. An An gật đầu, sau đó nhắc nhở, lát nữa anh nói chuyện cẩn thận một chút, bây giờ Tổng Giám Đốc Đỗ đang rất tức giận. Tiêu Chính Văn khẽ cười, nói cảm ơn rồi đẩy cửa bước vào trong. Quả nhiên nhiệt độ trong văn phòng thấp đến đáng sợ, vẻ lạnh lùng của nữ nhân trước mặt có thể khiến người đối diện lạnh sống lưng. Tổng Giám Đốc Đỗ, cô tìm tôi à? Tiêu Chính Văn cười ha hả hỏi. Hôm nay tâm trạng của Đỗ Tình Tuyết rất không tốt, cô ta đứng trước cửa sổ sát đất nhìn ra thành phố Tu Hà bên ngoài, thở dài rồi xoay người lại nhìn Tiêu Chính Văn nói, tôi đã xử lý ổn thỏa chuyện lần trước ở khách sạn rồi. Hóa ra là chuyện này à? Tiêu Chính Văn thở phào nhẹ nhõm nhưng vừa chạm phải ánh mắt của Đỗ Tình Tuyết,
anh nhận ra tổng giám đốc lạnh lùng này đang nhìn anh bằng ánh mắt dò xét và hiếu kỳ. Tôi thấy rất kỳ lạ, anh là một lính xuất ngũ nhưng sao lại có bản lĩnh đáng sợ đến vậy chứ? Cuối cùng Đỗ Tình Tuyết cũng hỏi được thắc mắc cứ quay quẩn trong đầu cô ta mấy ngày nay. Đỗ Tuyết Tình không phải chưa từng gặp người biết đánh nhau nhưng so với Tiêu Chính Văn của tối hôm đó thì quả thực một trời một vực. Ngay cả Quyền Vương bị truy nã toàn quốc cũng bị giết chỉ trong một chiêu. Anh ta thật sự có thực lực cấp bậc quân vương sao? Tiêu Chính Văn hờ hững cười nói, thật ra thì lúc còn ở trong quân ngũ, tôi là một huấn luyện viên võ thuật. Huấn luyện viên võ thuật. Đỗ Tình Tuyết cau mày cũng không hỏi gì nhiều nữa mà nói, Tiêu Chính Văn, tôi sẽ sắp xếp lại cho anh một công việc, tiền lương gấp 10 lần bây giờ, anh có đồng ý làm không? Công việc mới. Tiêu Chính Văn nhíu chặt mày, cuối cùng bình thản nói, có thể nhưng vẫn là những điều kiện cũ, tôi cần phải có đủ thời gian tự do. Được, Đỗ Tình Tuyết đồng ý, sau đó xua tay tỏ ý Tiêu Chính Văn có thể đi. Tiêu Chính Văn ra khỏi văn phòng tổng giám đốc không lâu thì nhìn thấy một đám lãnh đạo cấp cao của công ty đi vào phòng họp. Anh rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên đi dạo quanh công ty, kết quả ông trời trêu người, thế mà để anh đụng phải Lý Hán Minh. Lý Hán Minh dẫn theo hai tên cấp dưới mặc đồ vest màu đen, bên cạnh còn ôm Hà Thục Tuệ đầy vẻ quyến rũ. Tiêu Chính Văn, sao anh lại đi lung tung ở đây, không làm việc sao? Lý Hán Minh đanh mặt lại, lấy khí thế của lãnh đạo ra để chỉ trích, ngày nào cũng thấy anh nhàn rỗi, cũng không biết Đỗ Tình Tuyết nghĩ thế nào nữa. Hôm nay tôi sẽ nhắc đến vấn đề sa thải anh ở cuộc họp. Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tiêu Chính Văn đút hai tay vào túi quần, lạnh lùng nhìn Lý Hán Minh. Anh nhìn gì mà nhìn, không phục sao? Tôi nói cho anh biết, trong mắt tôi không chứa nổi một hạt cát, ngày mai anh không cần phải đi làm nữa. Lý Hán Minh chỉ vào Tiêu Chính Văn lớn giọng quát. Tiêu Chính Văn nhún vai nói, Phó Tổng Giám Đốc Lý, vậy thì xin lỗi nhé. Tổng Giám Đốc Đỗ vừa sắp xếp cho tôi một công việc mới, hay là anh đi hỏi ý kiến của cô ấy đi. Lý Hán Minh nhíu mày kêu la oang oác, Đỗ Tình Tuyết có giỏi lắm cũng chỉ là một Tổng Giám Đốc, tôi là Phó Tổng Giám Đốc, có quyền sắp xếp và điều động nhân sự. Tôi không tin cô ấy có thể một tay che trời. Phải đó, Phó Tổng Giám Đốc Lý của chúng tôi tốt xấu gì cũng là Phó Tổng Giám Đốc của công ty, từ lúc nào mà một nhân viên quèn như anh lại dám chỉ tay năm ngón đủ điều với Phó Tổng Giám Đốc Lý. Nói Hà Thục Tuệ này có đầu óc cũng được đi, cô ta muốn nhân lúc này chèn ép Tiêu Chính Văn, chút giận giúp Lý Hán Minh nhằm lấy được chút thiện cảm từ Lý Hán Minh. Hơn nữa bản thân cô ta cũng rất ghét Tiêu Chính Văn. Chỉ mong sao có thể tìm được cơ hội đạp chết anh. Bốp! Ngay lúc Hà Thục Tuệ vừa dứt lời, Tiêu Chính Văn tát cô ta một bạt tai. Động tác rất dứt khoát. Không hề kiêng dè việc đang ở ngay trước mắt Lý Hán Minh. Hà Thục Tuệ trố mắt che bên mặt đã in hằn năm dấu tay đỏ, trợn mắt nhìn Tiêu Chính Văn. Một lát sau cô ta mới thét lên, anh dám đánh tôi. Phó Tổng Giám Đốc Lý, anh ta dám đánh em đấy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 425, không biết tự lượng sức mình. Lý Hán Minh cũng giật mình với hành động ra tay tàn nhẫn của Tiêu Chính Văn, nhưng sau đó hắn liền nổi giận. Dám đánh phụ nữ của mình ngay trước mặt mình. Hắn chỉ vào Tiêu Chính Văn quát ầm lên, anh dám đánh cô ấy. Anh có biết cô ấy là ai không? Tôi biết, là tình nhân của anh. Tiêu Chính Văn tỏ ra chẳng có gì nói. Anh! Lý Hán Minh tức giận đến mức mặt đỏ bừng, giơ tay lên định đánh Tiêu Chính Văn. Nhưng hắn đâu phải là đối thủ của Tiêu Chính Văn. Khi đến gần, hắn bị Tiêu Chính Văn đè cánh tay lên tường. Anh buông tay ra. Tôi là Phó Tổng Giám Đốc công ty đấy, anh dám ra tay đánh tôi như vậy, tôi sẽ sa thải anh ngay. Lý Hán Minh vùng vẫy nói. Tiêu Chính Văn lạnh lùng ghé sát tai hắn nói, Phó Tổng Giám Đốc Lý, đừng mãi dùng cái chức Phó Tổng Giám Đốc ra để hù dọa người khác, càng đừng cứ mở miệng ra là sa thải người ta. Tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng tôi vẫn bình yên đứng ở đây đấy thôi. Lý Hán Minh giữ tợn giống lên, anh được lắm, tôi muốn xem thử. Bây giờ anh ra tay với tôi thì lát nữa sẽ phải giải thích thế nào với Đỗ Tình Tuyết. Tiêu Chính Văn không sợ nhất là người khác đe dọa mình, tay anh dùng sức ép chặt Lý Hán Minh kêu la oai oái, khiến Hà Thục Tuệ và hai tên cấp dưới sợ hãi trốn đi. Đánh người, bảo vệ, bảo vệ. Hà Thục Tuệ lớn giọng hô hoán, ngay lập tức cả đại sảnh của công ty đều trở nên ồn ào náo loạn.
vài bảo vệ tức tốc chạy đến, dẫn đầu là đội trưởng bảo vệ Lưu Phong. Họ vừa chạy đến đã thấy một màn tranh chấp không rõ nguyên nhân. Cậu còn đứng đó nhìn cái gì? Còn không mau bắt anh ta cho tôi, Lý Hán Minh hét lên với Lưu Phong. Lưu Phong cười gượng gọi hai bảo vệ, sau đó bước đến nói với Tiêu Chính Văn, anh Tiêu, anh có thể buông tay ra trước không? Có chuyện gì chúng ta ngồi xuống từ từ nói, nếu không được thì tôi đi gọi Tổng Giám Đốc Đỗ. Lý Hán Minh tức giận quát, các cậu làm ăn kiểu gì vậy? Cái quái gì mà anh Tiêu, mau bắt anh ta lại cho tôi. Nếu không các cậu đều sẽ bị sa thải. Anh phiền thật đấy. Tiêu Chính Văn nhíu mày, tay càng thêm dùng sức làm một cánh tay của Lý Hán Minh chật khớp. A! À, Lý Hán Minh đau đớn hét lên, túm lấy cánh tay bị chật khớp của mình, bắt anh ta lại cho tôi, nếu không các cậu sẽ bị sa thải. Lưu Phong cũng kinh hãi, không ngờ Tiêu Chính Văn lại nóng nảy như vậy. Anh Tiêu, tôi xin lỗi nhé. Lưu Phong cũng biết tình hình lúc này, hắn bước đến giữ chặt Tiêu Chính Văn rồi gọi hai cấp dưới dẫn anh đến phòng bảo vệ. Phó Tổng Giám Đốc Lý, hay là anh cứ đi bệnh viện trước đi, Lưu Phong gật đầu nói. Lý Hán Minh đạp vào ngực hắn mắng vài câu rồi dẫn Hà Thục Tuệ mặt mũi trắng bệch rời khỏi đại sảnh công ty, trước khi đi hắn còn nói trông chừng cẩn thận đấy cho tôi. Lát nữa tôi quay lại nếu không thấy người thì tôi sẽ tìm các cậu tính sổ. Lưu Phong bò dậy, chỉnh lại cái mũ bảo vệ, thở dài rồi chạy nhanh về phòng bảo vệ. Trong phòng bảo vệ, Tiêu Chính Văn ngồi đó với dáng vẻ bất cần đời, trên bàn trước mặt có nào là trái cây, nào là thuốc lá. Mấy bảo vệ cung phụng anh như cung phục thần tiên. Hết cách rồi, lúc nãy đội trưởng Lưu đã dặn dò, nhất định phải bày đồ ăn thức uống ra, người này chính là vệ sĩ thân cận của Tổng Giám Đốc tập đoàn chúng ta đấy. Mối quan hệ không tầm thường. Nghe nói có quan hệ rất tốt trong đời sống cá nhân với Tổng Giám Đốc. Tiêu Chính Văn cũng không ngờ mình lại được đối xử đặc biệt như vậy, cứ thế nhàn nhã ăn chuối. Cũng lúc này, cửa phòng bảo vệ bị đạp tung, có ba người đàn ông tức giận đi vào, cũng mặc đồng phục bảo vệ. Đội trưởng Vương, sao hôm nay anh lại đến đây? Một bảo vệ lúc nãy dẫn Tiêu Chính Văn đến đây, lập tức mỉm cười bước đến đón. Cút sang một bên. Gã đàn ông lực lưỡng được gọi là đội trưởng Vương đó cao khoảng 1m8, thân hình khá cường tráng, một mình hắn cũng chiếm hết cả một cánh cửa. Hắn bước vào với khí thế bừng bừng, tay còn cầm một cây côn điện, trợn hai mắt chỉ vào Tiêu Chính Văn, mày là Tiêu Chính Văn à? Có phải lúc nãy mày đánh Phó Tổng Giám Đốc Lý không? Tiêu Chính Văn tiếp tục ăn chuối, bắt chéo hai chân lại không thèm để ý đến hắn. Anh còn liếc nhìn thấy hai tên bảo vệ đi cùng kia đẩy hai bảo vệ trước đó ra ngoài, còn thuận tay khóa trái phòng bảo vệ lại. Hơ hơ, đến tìm cái chết à? Tính tình cũng khá đấy, không biết lát nữa mày có thể chịu được không? Đội trưởng Vương đó cười khẩy, côn điện trong tay đâm dọc theo thắt lưng của Tiêu Chính Văn. Bịch, gần như trong tích tắc, một cơ thể vạm vỡ mềm nhũn ngã xuống đất. Hai bảo vệ khác đứng ngay ở cửa vẫn chưa kịp hiểu ra là chuyện gì thì thấy đội trưởng Vương của mình đã ngã xuống đất. Lúc này tay của người đàn ông tên là Tiêu Chính Văn đó lại cầm côn điện xẹt lửa màu xanh đang dẫm lên mặt đội trưởng Vương, nói, lần sau trước khi ra tay hãy tự biết lượng sức mình đã nhé. Chương 426, dạy anh ta một bài học nhớ đời. Hai tên bảo vệ đứng canh ngoài cửa mắt thấy tình hình bên trong liền trợn mắt há mồm kinh ngạc. Đó chính là đội trưởng Vương, một đấu ba không thành vấn đề, vậy mà bây giờ lại bị điện giật nằm dạp xuống đất. Tên khốn mày ở đâu chui ra, muốn chết hả? Một trong hai tên bảo vệ sắc mặt u ám, lấy ra gậy chống bạo động từ thắt lưng, đột nhiên xông lên đánh thẳng vào đầu của Tiêu Chính Văn. Nếu một gậy này mà đánh vào đầu thì không biến thành đần độn cũng bị bại não. Tiêu Chính Văn nhướng mày, cảm xúc trên mặt nhanh chóng trở nên lạnh lùng. Khí thế trên người cũng vô cùng sắc bén. Anh không ngờ đối phương dám ra đòn hiểm với mình. Trong nháy mắt, Tiêu Chính Văn đã cướp được cây gậy từ trong tay của tên bảo vệ, đồng thời trong khi tên bảo vệ còn đang sững sờ thì anh đã đá một cước khiến hắn va vào cửa sổ kính. Rầm rầm rầm, cửa kính vỡ vụn, tên bảo vệ bay thẳng ra từ cửa kính, nặng nề ngã phịch xuống đất, mãi một lúc lâu vẫn không đứng lên được. Tên còn lại sau khi nhìn thấy cảnh tượng này thì đã sợ hãi run lẩy bẩy, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha mạng, anh Tiêu, anh rộng lượng từ bi, chúng em cũng là làm theo lệnh của Phó Giám Đốc Lý, anh đừng, bịch.
Tiêu Chính Văn nhấc chân đá một cước khiến hắn bay ra ngoài từ cửa chính. Toàn bộ cánh cửa bật tung vì lực va chạm quá lớn, nửa cánh còn lại cũng bị bung ra. Có thể tưởng tượng được bây giờ Tiêu Chính Văn tức giận đến mức nào. Lúc này hai tên đàn em của Lưu Phong ở bên ngoài đã sợ tới mức chết lặng tại chỗ, tư thế ngay ngắn, thầm lẩm bẩm, mẹ kiếp, quá mạnh mẽ. Không hổ danh là vệ sĩ số 1 của tập đoàn chúng ta. Hai cú đá này có thể nói đã tạo nên ấn tượng sâu sắc trong lòng hai tên bảo vệ đó. Tiêu Chính Văn ra khỏi phòng bảo vệ, đạp mạnh lên ngực tên bảo vệ đang giả vờ như chó chết khiến hắn hét toáng lên, ôm lấy đùi Tiêu Chính Văn xin tha. Quay về nói với phó giám đốc Lý của các người, đừng chọc vào tôi. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, giọng nói như ma quỷ vọng lên ở cửa phòng bảo vệ. Tiêu Chính Văn nhấc chân, tên bảo vệ vội vàng ôm ngực, cảm ơn rối rít kéo theo người anh em đang nằm dưới đất, cũng mặc kệ đội trưởng Vương đang bị điện giật hôn mê liền vội vàng bỏ chạy thoát thân. Bọn họ vừa chạy không xa, liền gọi điện thoại cho Lý Hán Minh, phó giám đốc Lý, đội trưởng Vương bị điện giật ngất đi rồi. Chúng tôi cũng bị đánh, Lý Hán Minh vừa rời khỏi bệnh viện, trên cổ quấn băng gạc, một cánh tay đang quấn dở, nghe vậy liền nổi trận lôi đình, lập tức chửi mắng, chúng mày chả được cái tích sự gì. Ngay cả một tên vệ sĩ nhỏ bé mà cũng không xong, ngày mai đừng đi làm nữa. Phó giám đốc Lý, hắn còn có lời muốn chuyển đến anh. Nói, Lý Hán Minh hậm hực nói. Hắn nói, tốt nhất anh đừng chọc vào hắn, nếu không. Cúp điện thoại, Lý Hán Minh đá vào lốp xe Maserati, mẹ nó, dám uy hiếp ông đây. Tao không tin chị không nổi Tiêu Chính Văn mày. Ôi chao, phó giám đốc Lý, anh bị làm sao thế, sao tức giận vậy? Hà Thục Tuệ vừa mới ra khỏi bệnh viện đã nhìn thấy Lý Hán Minh đang bực tức, nhanh chóng chạy tới, dùng vòng ngực 86 của cô ta uốn éo ôm cánh tay của Lý Hán Minh. Lý Hán Minh hung ác bóp mạnh một bên ngực tròn trịa của cô ta. Nói còn ai vào đây nữa? Chính là tên Tiêu Chính Văn, 5 lần 7 lượt chống lại anh. Phó giám đốc Lý, thực ra em không hiểu lắm, Tiêu Chính Văn chỉ là một nhân viên nhỏ bé, sao anh mãi mà chẳng làm gì được anh ta thế? Hà Thục Tuệ thắc mắc. Nhắc đến chuyện này, Lý Hán Minh cực kỳ tức giận, hắn châm một điếu thuốc nói anh không làm gì được hắn sao? Nếu không phải Đỗ Tình Tuyết cản trở thì sao anh lại không làm gì được hắn chứ? Trong mắt Hà Thục Tuệ khẽ chuyển động, bộ ngực khủng áp sát vào người Lý Hán Minh, hai cái đùi trắng như tuyết kề sát vào eo Lý Hán Minh, thì thầm, phó giám đốc Lý, thực ra em có quen biết vài người, nếu như chúng ta không thể dạy dỗ Tiêu Chính Văn ở công ty thì chi bằng dạy anh ta một bài học nhớ đời ở bên ngoài. Lý Hán Minh nghe xong, cảm thấy rất có lý, vội hỏi, người nào, thực lực ra sao? Lần trước tên Tống Thiên Lỗi đó gọi vài người đến. Kết quả không biết thế nào mà bị người ta đánh tơi tả. Anh yên tâm, người này em vừa quen biết mấy ngày trước, có chút danh tiếng trong thế giới ngầm ở Tu Hà, nghe nói trong tay có 30-40 đàn em cơ, Hà Thục Tuệ nói. Được, em mau liên hệ ngay cho anh. Lý Hán Minh nóng lòng muốn dạy dỗ Tiêu Chính Văn, tốt nhất là để Tiêu Chính Văn biến mất khỏi Tu Hà mãi mãi. Chương 427, anh Bạch hẹn ăn tối. Hà Thục Tuệ gọi một cuộc điện thoại. Giọng điệu quyến rũ cười nói, anh Triều, anh còn nhớ em không? Cô là... Đầu bên kia truyền đến một giọng nói u ám. Em là Hà Thục Tuệ đây. Hà Thục Tuệ liếc nhìn Lý Hán Minh bên cạnh cười nói, em tìm anh có việc cần giúp đỡ, ông chủ em muốn gặp anh. Ồ, được thôi, hẹn địa điểm đi. Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng cười nham hiểm. Được, vậy thì chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà hàng Tứ Xuyên ngã tư đường Vọng Đình. Hà Thục Tuệ cúp điện thoại, tay ra dấu ok với Lý Hán Minh. Lý Hán Minh nở nụ cười, tiến lên ôm eo Hà Thục Tuệ, hôn mạnh mẽ lên mặt cô ta, một tay nhào nặn bộ ngực đầy đặn của cô ta rồi nói, người đẹp, làm tốt lắm, tối nay anh sẽ bắt em quỳ xuống gọi bố ơi. Ôi, đáng ghét, đang trên đường lớn đấy. Hà Thục Tuệ cố ý hờn dỗi, một người đàn ông như Lý Hán Minh làm sao mà nhịn được. Bên này Tiêu Chính Văn hiên ngang bước ra từ phòng bảo vệ quay về phòng marketing, vừa vào cửa người đẹp An An đã đâm vào lồng ngực Tiêu Chính Văn, cái ôm mềm mại đàn hồi khiến Tiêu Chính Văn hơi ngượng ngùng. Cô không sao chứ, Tiêu Chính Văn vội hỏi. Trợ lý An lùi lại vài bước, hai má đỏ ửng, vén tóc mai ra sau tai, lắc đầu nói, không sao. Nói xong câu này, cô ta đỏ mặt, nhanh chóng đi vòng qua người Tiêu Chính Văn.
Tiêu Chính Văn thấy An Nhã chạy nhanh như bay, cũng bất lực lắc đầu. Khoảng 4 giờ chiều, từng nhóm người đi ra khỏi phòng họp, lúc đi ngang qua phòng marketing, Tiêu Chính Văn thấy rõ ràng trên mặt bọn họ mang theo sự tức giận, lo lắng, hoang mang. Anh Tiêu, nghe nói công ty Lực Dương sắp thu hồi vốn đầu tư, chuyện này có thật không nhỉ? Trương Sở Sở dáng vẻ ủ rũ, ghé đầu vào cánh tay Tiêu Chính Văn hỏi nhỏ. Tiêu Chính Văn trừng mắt nhìn anh ta, anh nghe chuyện này ở đâu vậy? Trương Sở Sở liếc mắt nhìn đồng nghiệp xung quanh, ghé tai nói, tôi có một bạn học làm việc ở công ty Dược Lực Dương, hôm nay công ty họ mở cuộc họp khẩn, nói muốn thu hồi vốn đầu tư của tập đoàn Đỗ Thị. Tiêu Chính Văn nghe xong, nhíu mày lại, không ngờ con cáo giả Tống Khánh Lâm lại dám làm như vậy. Vậy chẳng phải Đỗ Tình Tuyết đang trong tình thế khó xử sao? Hai, thôi kệ đi. Hay là giúp cô ấy một tay. Nghĩ vậy, Tiêu Chính Văn vào phòng vệ sinh, gọi điện thoại cho Lý Trường Thắng nói, lập tức sắp xếp đầu tư vốn vào tập đoàn Đỗ Thị ở Tu Hà. Vâng, ông chủ. Lý Trường Thắng cung kính đáp lời, sau đó nhanh chóng sắp xếp nhân viên, kết nối với tập đoàn Đỗ Thị ở Tu Hà. Làm xong việc, Tiêu Chính Văn liền tan làm. Khi quay trở về sân nhỏ, Khương Vi Nhan kích động kéo lấy anh nói, Chính Văn, tối nay em có hẹn với anh Bạch. Anh đi cùng em nhé. Nghe thấy vậy, Tiêu Chính Văn ngạc nhiên, hỏi lại, tối nay em có hẹn với anh Bạch sao? Không thể nào. Sao Long Nhị không báo gì cho anh biết? Chẳng lẽ, Long Nhị lại quên? Đúng vậy, sao thế? Khương Vi Nhan nghi ngờ hỏi. Tiêu Chính Văn nở nụ cười, nói, không sao, hẹn ở đâu thế? Nhà hàng Thiên Long, Khương Vi Nhan đáp. Ồ, vậy anh vào trong thay quần áo, Tiêu Chính Văn nói. Sau đó, anh nhanh chóng vào nhà vệ sinh, gọi điện cho Long Nhị, lạnh lùng nói, chuyện này là sao? Tối nay Khương Vi Nhan có hẹn ăn tối với tôi à? Chủ soái, anh nói gì thế? Long Nhị mơ hồ khó hiểu nói. Anh Bạch đó, Tiêu Chính Văn vội nói. Lúc này Long Nhị mới phản ứng lại, đâu có đâu, không phải anh nói rằng, đợi anh có thời gian mới sắp xếp sao? Không có ư. Tiêu Chính Văn cau mày. Anh đã hiểu ra mọi chuyện. Xong rồi. Khương Vi Nhan bị lừa rồi. Có người dám mạo danh thân phận của anh. Long Nhị bên kia điện thoại cũng lập tức phản ứng lại. Nói chủ soái, anh đừng nôn nóng. Tôi lập tức đi điều tra. Nhanh lên. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói rồi cúp điện thoại. Trong lòng thầm nghĩ, ai dám cả gan mạo danh mình. Nếu đã như vậy thì anh phải đi xem. Kẻ dám mạo danh anh là ai? Nghĩ vậy. Tiêu Chính Văn thay quần áo, đến nhà hàng Thiên Long cùng Khương Vi Nhan. Chương 428, bảo tôi mời rượu ư. Anh vẫn chưa đủ tư cách phòng bao ở tầng 2 không tính là rẻ, cũng không đắt, giá tầm cỡ chung. Đây cũng là mức giá Khương Vi Nhan có thể mời. Sau khi hai người vào phòng bao, Khương Vi Nhan ngồi xuống ghế, rõ ràng có hơi căng thẳng và lo lắng. Tiêu Chính Văn bình thản ngồi bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, vẫn cứ nhíu mày. Anh đang nghĩ rốt cuộc là ai dám giả danh anh Bạch, còn liên lạc với Khương Vi Nhan. Tiêu Chính Văn, anh nói xem lát nữa anh Bạch đến, chúng ta nên nói gì, Khương Vi Nhan hỏi. Tiêu Chính Văn lạnh nhạt đáp, nói gì cũng được. Sau đó Tiêu Chính Văn thử thăm dò hỏi, Vi Nhan, em liên hệ với anh Bạch này thế nào vậy? Khương Vi Nhan khẽ cười nói, không phải em liên hệ mà anh Bạch chủ động liên hệ với em. Chủ động liên hệ với em sao? Tiêu Chính Văn nhíu chặt mày, thầm có dự cảm chẳng lành. Phải, sao vậy, có vấn đề gì ư, Khương Vi Nhan hỏi. Tiêu Chính Văn cau mày, ánh mắt lóe lên tia lạnh lùng hờ hững, lẽ nào em không thấy anh Bạch này hơi có vấn đề sao? Hả? Khương Vi Nhan sửng sốt, sau đó cười nói, có thể có vấn đề gì chứ, có phải anh nghĩ nhiều quá rồi không? Có thể người này là giả thì sao, Tiêu Chính Văn nói. Câu này khiến Khương Vi Nhan ngơ ngác. Nhíu mày tức giận nói, Tiêu Chính Văn, lát nữa anh Bạch đến, anh không thể nói như vậy. Sao anh ấy có thể là giả được, ai mà dám giả danh anh Bạch chứ? Em đừng quên, chuyện Ngô Khoan Nghiệp dám tìm người giả mạo đại sư Bàng Bàng Ngọc Thành. Tiêu Chính Văn nhắc nhở. Ánh mắt Khương Vi Nhan thoáng qua tia phức tạp, cô suy nghĩ một hồi rồi nói, sẽ không đâu, anh đừng nghĩ nhiều quá. Đúng lúc này, cửa phòng bao mở ra. Đi vào trước là bốn vệ sĩ mặc đồ đen, đeo kính râm, khí thế bừng bừng, đầy vẻ uy hiếp.
Sau đó một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ vest trắng, đeo mặt nạ ngẩng cao đầu đi vào. Giữa các cử chỉ đều thể hiện được khí thế của địa vị và quyền lực. Đây chính là anh Bạch giả mạo mình sao? Tiêu Chính Văn cau mày, chỉ mong sao bây giờ có thể bước đến lột mặt nạ của người đó ra để xem thử là ai dám giả danh mình. Lúc này, Khương Vi Nhan đã hoảng hốt đứng dậy cúi người với anh Bạch vừa bước vào, chào anh Bạch, tôi là Khương Vi Nhan. Nói xong, thấy Tiêu Chính Văn vẫn chưa đứng lên, Khương Vi Nhan lập tức vươn tay kéo góc áo Tiêu Chính Văn. Lúc này anh mới uể oải đứng dậy, nở nụ cười giả tạo. Anh Bạch giả đeo mặt nạ đó khẽ gật đầu, lạnh lùng nhìn lướt qua căn phòng bao giường như hơi bất mãn nói, tiểu thư Khương, phòng bao này của cô cũng kém chất lượng quá rồi nhỉ. Thế mà cô lại mời tôi đến cái nơi tầm thường như vậy à, phải chăng cô hơi xem thường tôi? Câu nói của hắn khiến bầu không khí trong phòng bao trở nên lạnh lẽo. Khương Vi Nhan run rẩy, hơi sợ hãi và xấu hổ vội cúi người xin lỗi, tôi xin lỗi anh Bạch, tôi sẽ đổi phòng ngay. Cô cứ tưởng anh Bạch sẽ không có ý kiến gì với kiểu phòng bao như vậy. Nhưng bây giờ xem ra là mình nghĩ nhiều quá rồi. Cũng đúng. Nhân vật tầm cỡ như anh Bạch đây mà lại ngồi ăn trong một căn phòng bao tầm trung quả thật không phù hợp với thân phận. Thấy Khương Vi Nhan muốn đổi phòng, anh Bạch giả mạo xua tay lạnh nhạt nói, thôi vậy, cứ thế này đi. Dứt lời, anh Bạch tự nhiên ngồi vào vị trí chính giữa. Trán Khương Vi Nhan cũng lấm tấm mồ hôi, cô thở phào kéo Tiêu Chính Văn ngồi xuống. Từ lúc anh Bạch bước vào cửa, Tiêu Chính Văn vẫn quan sát đối phương, dáng vẻ giả tạo. Đôi mắt dưới lớp mặt nạ kia không hề có ý tốt gì khi nhìn Khương Vi Nhan. Nhất là bốn vệ sĩ đằng sau hắn, nhìn bộ dạng này có thể đều là vội vàng tìm đến. Ngay cả tư thế đứng cơ bản nhất của vệ sĩ cũng không biết. Càng đừng nói đến vóc dáng của bọn chúng hoàn toàn không phù hợp với hình tượng của vệ sĩ. Đây chắc hẳn là một đám không biết gì nhất thời bị gọi đến. Mà lúc này... Ánh mắt anh Bạch giả mạo xuyên qua lớp mặt nạ lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn ở bên cạnh Khương Vi Nhan, tiểu thư Khương, vị này là. Khương Vi Nhan giới thiệu, anh Bạch, đây là chồng tôi, Tiêu Chính Văn. Tôi bảo anh ấy đến là vì hai chúng tôi muốn gặp mặt cảm ơn anh Bạch. Nghe vậy, ánh mắt anh Bạch giả đó lóe lên tia quái dị, thoáng có vẻ lạnh lùng với kẻ địch, khinh thường nói, thì ra là chồng của tiểu thư Khương, tôi cứ nghĩ tối nay chỉ có tôi và tiểu thư Khương thôi chứ. Không ngờ cô còn dẫn theo một người làm vật cản trở như vậy. Câu nói quả thật không hề nể mặt chút nào. Khương Vi Nhan xa sầm mặt mày, tỏ vẻ áy náy nói, anh Bạch, tôi xin lỗi, do tôi suy nghĩ không thấu đáo. Tiêu Chính Văn là chồng tôi, được rồi, tiểu thư Khương không cần phải để tâm nhiều vậy đâu. Lúc này anh Bạch giả mạo hờ hững nói. Sau đó, thức ăn được bưng lên, Khương Vi Nhan nâng ly lên nói với anh Bạch, tôi còn muốn cảm ơn anh về chuyện ở Sơn Trang Bạch Mã lần trước. Anh Bạch giả mạo rõ ràng hơi sững sờ hệt như đã quên mất chuyện này, nhưng chẳng mấy chốc đã phản ứng lại cười nói, không sao, không sao, tiện tay thôi mà. Khương Vi Nhan cũng không hề cảnh giác cứ nâng ly lên uống cạn, sắc mặt lập tức đỏ bừng. Nhìn thấy cảnh tượng này, anh Bạch giả mạo nhìn Khương Vi Nhan với ánh mắt chứa đầy dục vọng. Hắn chỉ ước gì tối nay có thể có được người phụ nữ đã khiến hắn rung động này. Chỉ có một vật cản duy nhất chính là người đàn ông bên cạnh cô. Sao vậy, lẽ nào chồng của tiểu thư Khương không muốn mời tôi một ly à? Chẳng phải nói muốn gặp mặt để cảm ơn tôi sao? Lúc này giọng điệu anh Bạch trở nên lạnh lùng, vô cùng kiêu ngạo. Nghe hắn nói vậy, Khương Vi Nhan cũng thúc vào cánh tay Tiêu Chính Văn tỏ ý anh nâng ly lên mời rượu. Tiêu Chính Văn không hề nhúc nhích. Đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm anh Bạch giả mạo, anh bỗng nói, tôi nghĩ anh vẫn chưa có tư cách bảo tôi mời rượu anh đâu. Soạt, những người khác đều hít một hơi khí lạnh, sửng sốt ngây dại. Khương Vi Nhan khiếp sợ trợn tròn hai mắt, không thể tin được nhìn Tiêu Chính Văn. Anh ấy lại dám nói vậy với anh Bạch. Anh Bạch giả mạo thẹn quá hóa giận, tức giận quát, anh nói gì vậy? Tôi không có tư cách ư? Nực cười, tiểu thư Khương, chồng cô có ý gì đây? Xem thường tôi sao? Giọng nói dưới lớp mặt nạ vô cùng lạnh lẽo. Bốn vệ sĩ phía sau cũng tức giận, siết chặt nắm đấm, có thể ra tay bất cứ lúc nào. Khương Vi Nhan hoảng hốt, lập tức quát Tiêu Chính Văn, anh đang làm gì vậy? Còn không mau kính rượu xin lỗi anh Bạch đi, Tiêu Chính Văn điên rồi sao? Tại sao anh ấy lại làm vậy?
Đắc tội với anh Bạch có lợi gì cho anh ấy và mình chứ? Dứt lời, Khương Vi Nhan liên tục nháy mắt ra hiệu cho Tiêu Chính Văn. Thế nhưng điều khiến Khương Vi Nhan và anh Bạch giả mạo bất ngờ là Tiêu Chính Văn không những không xin lỗi mà ngược lại anh liếc xéo anh Bạch giả mạo bằng ánh mắt sắc bén, lạnh lùng hỏi, anh nói mình là anh Bạch, vậy có chứng cứ chứng minh thân phận của mình không? Chương 429, là giả thật kìa. Cả phòng bao trở nên im lặng, có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Anh Bạch giả mạo kia tức giận gầm lên, láo toét. Anh dám nghi ngờ thân phận của tôi, lẽ nào tôi là anh Bạch mà còn cần chứng minh thân phận với loại vô dụng bám váy đàn bà như anh chắc? Tiểu thư Khương, tối nay là cô mời tôi tới đây ăn cơm. Chồng cô không coi ai ra gì, còn nghi ngờ thân phận của tôi, thế là ý gì? Hay là tiểu thư Khương không muốn hợp tác với tôi nữa? Khương Vi Nhan lập tức sợ đến mức tay chân lóng ngóng, nhìn anh Bạch với vẻ hốt hoảng, không ngừng cúi người nói, xin lỗi anh Bạch, là do tôi suy nghĩ không chu đáo. Tôi thay mặt chồng tôi xin lỗi anh, xin anh hãy tha thứ cho anh ấy ăn nói cũng hơi quá đáng, hừ. Anh Bạch kia lạnh lùng hừ một tiếng, nói cô xin lỗi thay anh ta thì có ích gì chứ? Tối nay, anh ta phải quỳ xuống xin lỗi tôi, nếu không tôi sẽ hủy bỏ hợp đồng với công ty nhà họ Khương. Còn hạ lệnh cấm cửa công ty nhà họ Khương các cô ở Tu Hà. Câu nói này như sét đánh bên tai Khương Vi Nhan. Hủy bỏ hợp tác, cấm cửa công ty nhà họ Khương. Đây không phải là chuyện đùa. Toi rồi, toi rồi. Tiêu Chính Văn gây họa lớn rồi. Vẻ mặt Khương Vi Nhan đầy hoảng hốt và sợ hãi, tức giận nhìn Tiêu Chính Văn đang ngồi, quát lên, Tiêu Chính Văn, rốt cuộc anh muốn làm gì vậy? Còn không mau xin lỗi anh Bạch đi. Tại sao? Tại sao tối nay Tiêu Chính Văn lại kỳ lạ, trở nên mất lịch sự như vậy? Lẽ nào vì đối phương là anh Bạch, vì đối phương từng giúp đỡ mình sao? Trong lòng Khương Vi Nhan rất tức giận và thất vọng. Vốn dĩ cô còn nghĩ Tiêu Chính Văn là một người đàn ông có thể dựa dẫm phó thác, nhưng không ngờ anh lại nhỏ nhen ích kỷ, tràn đầy ác ý, không hiểu quy tắc như vậy. Tiêu Chính Văn vẫn ngồi im tại chỗ, nhìn Khương Vi Nhan đang tỏ vẻ sốt ruột, nói, Vi Nhan, anh nghi ngờ anh Bạch này là giả, em hãy tin anh. Đủ rồi. Tâm trạng Khương Vi Nhan hơi mất khống chế, gào lên, Tiêu Chính Văn, anh mau xin lỗi anh Bạch đi, nếu không ngày mai chúng ta sẽ ly hôn. Ly hôn. Tiêu Chính Văn nghe thấy thế thì run rẩy, anh không ngờ Khương Vi Nhan lại làm như vậy. Vi Nhan, em hãy tin anh. Tiêu Chính Văn cuống lên, đứng dậy cầm lấy tay Khương Vi Nhan. Khương Vi Nhan hất luôn tay anh ra, lau nước mắt rồi lạnh lùng nói, xin lỗi anh Bạch đi. Nếu không em sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho anh. Anh Bạch giả mạo đang ngồi cười khẩy nói, còn ngồi đấy à, tôi đang chờ anh xin lỗi đây. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt Tiêu Chính Văn bắn ra tia lạnh lẽo, khí thế lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, nói với Khương Vi Nhan, Vi Nhan, hãy tin anh, hắn không phải là anh Bạch, hắn là kẻ giả mạo. Láo toét, một tiếng quát giận dữ đột nhiên vang lên ngoài cửa. Sau đó, cả nhà Khương Văn Kỳ cùng với đám người Khương Học Bác ùa vào. Khương Văn Kỳ chỉ vào mặt Tiêu Chính Văn, tức giận mắng, cậu ấy không phải là cậu Bạch, lẽ nào là cậu sao? Cậu không tự soi gương xem mình là cái thá gì đi. Sau đó, ông ta nở nụ cười cung kính, quay sang cúi người với anh Bạch giả mạo đang ngồi, nói, chào cậu Bạch, chúng tôi đến hơi muộn. Lúc này, vẻ mặt Khương Vi Nhan cũng tỏ vẻ khó hiểu, hỏi, bác cả, bố, sao mọi người lại đến đây? Khương Văn Kỳ quay lại, sắc mặt lạnh lùng, tức giận mắng Khương Vi Nhan, cô mưu mô thật đấy, không ngờ lại dám hẹn riêng cậu Bạch. Cậu Bạch là người quan trọng như vậy, là người mà cô có thể lén hẹn gặp riêng sao? Nếu xảy ra sơ sót gì, thì cô có gánh được hậu quả không? Lại còn dẫn theo cái đồ không có đầu óc như Tiêu Chính Văn, cô xem, chẳng phải đã đắc tội với cậu Bạch rồi sao? Đúng là làm càn. Cả phòng bao này nữa, không ngờ cô lại mời cậu Bạch đi ăn ở nơi như thế này, có phải cô khinh thường cậu Bạch không? Khương Văn Kỳ dạy dỗ mấy câu, khiến gò má Khương Vi Nhan đỏ bừng, tỏ vẻ áy náy. Sau đó, Khương Văn Kỳ lại nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn với ánh mắt lạnh lùng, quát mắng Tiêu Chính Văn. Tôi vừa bước vào cửa đã nghe thấy cậu đắc tội cậu Bạch, còn không mau xin lỗi đi. Cậu muốn tôi đuổi các cậu ra khỏi nhà họ Khương sao? Sắc mặt Khương Mỹ Nghiên cũng không khá hơn chút nào, nhếch môi cười khẩy, nói, có người tự thẹn không bằng,
chỉ đành rêu rao gây sự, còn nói anh Bạch là giả nữa, đúng là nực cười. Ánh mắt Tiêu Chính Văn lạnh tanh, nhìn đám người nhà họ Khương đột ngột ùa vào này, cười lạnh lùng nói, tôi nói hắn là giả thì chính là giả. Láo toét, cậu đúng là láo toét quá. Khương Văn Kỳ quát tháo, chỉ muốn lấy chai rượu trên bàn đập vào đầu Tiêu Chính Văn. Lúc này, anh Bạch giả mạo đang ngồi kia cũng nổi giận, đứng dậy chắp tay sau lưng, lạnh lùng nói, Tiêu Chính Văn, tôi đã nhớ anh rồi. Dám nghi ngờ thân phận của tôi nghĩ tôi cũng không cần phải hợp tác tiếp với nhà họ Khương nữa. Dứt lời, anh Bạch giả mạo xoay người định đi. Khương Văn Kỳ vội vàng ngăn hắn lại, nói cậu Bạch, cậu rộng lượng đừng chấp nhặt loại vô dụng bám váy đàn bà này. Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ bắt cậu ta, xin lỗi cậu. Nói xong, khuôn mặt Khương Văn Kỳ u ám, quát vào mặt Tiêu Chính Văn, Tiêu Chính Văn, cậu đúng là ngông cuồng quá thể. Cậu dám nghi ngờ cả thân phận của cậu Bạch, cậu có biết cậu lỗ mãng như vậy sẽ gây hậu quả gì cho nhà họ Khương không? Cậu lập tức xin lỗi cậu Bạch ngay, nếu không tôi sẽ bảo lão gia đuổi hai người ra khỏi nhà họ Khương. Nghe thấy thế, Khương Vi Nhan cuống lên, vội vàng đứng ra nói với anh Bạch, tôi xin lỗi, là lỗi của tôi không nên dẫn theo anh ấy đến, tôi thay mặt anh ấy xin lỗi anh. Dứt lời, Khương Vi Nhan đỉnh quỳ xuống. Nhưng một bàn tay đã kéo cô lại. Tiêu Chính Văn thản nhiên nhìn Khương Vi Nhan, nói, không cần quỳ. Anh vừa nói xong, bên ngoài phòng bao đột nhiên vang lên tiếng bước chân xôn xao. Sau đó, một đội cảnh sát xông vào. Họ chẳng nói chẳng rằng, ấn luôn anh Bạch giả mạo và bốn tên vệ sĩ xuống đất, rồi còng tay lại. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người nhà họ Khương, bao gồm cả Khương Vi Nhan, đều kinh hãi. Khương Văn Kỳ lập tức nhảy dựng lên, lớn tiếng nói, anh cảnh sát, các anh đang làm gì vậy? Có phải các anh bắt nhầm người rồi không? Đó là cậu Bạch ở Tu Hà đó. Các anh muốn bắt thì phải bắt cái tên Tiêu Chính Văn phỉ báng cậu Bạch mới phải chứ. Đám người Khương Mỹ Nghiên sau lưng ông ta cũng sốt ruột nói. Phải đấy anh cảnh sát, các anh bắt nhầm người rồi. Mau thả anh Bạch ra, các anh đắc tội anh Bạch như vậy thì cục thanh tra các anh sẽ không được yên đâu. Tiêu Chính Văn, đây là chuyện cậu làm đúng không? Cậu thật là láo toét, dám cho người bắt anh Bạch. Đối mặt với lời chửi mắng giận dữ của mọi người, Tiêu Chính Văn vẫn rất thản nhiên. Còn anh cảnh sát kia lại lạnh lùng nói, đủ rồi. Người này là anh Bạch giả mạo. Chúng tôi nhận được báo án của rất nhiều người bị lừa, chứng cứ vô cùng xác thực, dẫn đi. Dứt lời, anh cảnh sát kia áp giải luôn đám người anh Bạch giả mạo rời khỏi phòng bao. Lúc bị áp giải ra ngoài, mặt nạ của anh Bạch giả mạo còn bị rơi, để lộ một khuôn mặt vô cùng xấu xí. Khương Thần trong đám người lập tức kêu lên, kia chẳng phải là nhân viên ăn hoa hồng của bộ phận tiếp thị mà công ty mới đuổi việc mấy ngày trước sao? Còn lên cả đại hội phê bình, chương 430, nhà họ Hàn ở tỉnh. Trong phòng bao yên lặng như tờ, ai mà ngờ được anh Bạch này thực sự là đồ giả mạo chứ? Đám người nhà họ Khương đều tỏ vẻ xấu hổ. Khương Văn Kỳ trợn ngược mắt lên, tức giận vung ống tay áo, quát tháo Khương Vi Nhan, cô xem chuyện tốt cô làm đi. Đúng là, ngu xuẩn. Nói xong, ông ta dẫn theo mọi người nhanh chóng rời khỏi phòng bao. Khương Học Bác cũng nhíu mày, nhìn Khương Vi Nhan, sau đó bất lực lắc đầu rời đi. Trong phòng bao chỉ còn lại Khương Vi Nhan vẻ mặt ngu ngơ, và Tiêu Chính Văn vẻ mặt điềm nhiên. Ánh mắt Khương Vi Nhan tỏ vẻ không thể tin nổi. Không ngờ anh Bạch lại là kẻ giả mạo, lại còn do một nhân viên bị công ty đuổi việc giả mạo nữa, vừa rồi cô đã làm những gì? Nghi ngờ Tiêu Chính Văn, quát tháo anh, thậm chí còn lấy việc ly hôn ra uy hiếp anh xin lỗi anh Bạch giả mạo kia, nghĩ đến đây, nước mắt Khương Vi Nhan lăn xuống, nhìn Tiêu Chính Văn nói, em xin lỗi, Chính Văn, vừa rồi em, Tiêu Chính Văn nở nụ cười bình thản, véo cái mũi xinh xắn của cô, nói, được rồi, không sao đâu, em cũng bị lừa mà. Chúng ta về nhà thôi. Khương Vi Nhan khóc sướt mướt, cuối cùng được Tiêu Chính Văn kéo ra khỏi nhà hàng. Trên đường đi, Khương Vi Nhan hỏi, sao anh biết anh Bạch đó là giả mạo? Tiêu Chính Văn nghĩ một lát rồi giải thích, anh đọc tin tức. Tin tức, vẻ mặt Khương Vi Nhan đầy khó hiểu. Tiêu Chính Văn mở một bản tin trong điện thoại ra, nói, hôm nay anh Bạch không ở Tu Hà, mà tham gia hoạt động ở tỉnh. Đây cũng là một bản tin mà Tiêu Chính Văn đã bảo Long Nhị chuẩn bị sẵn.
Khương Vi Nhan đọc tin tức xong mới biết bản thân mình hồ đồ đến mức nào. Đúng vậy, người có máu mặt như anh Bạch, sao có thể đích thân liên lạc với cô chứ? Chắc chắn phải có trợ lý hoặc thư ký liên lạc với cô mới phải. Cùng lúc đó, nhà họ Hàn ở tỉnh. Trong võ đường nhà họ Hàn, không khí lạnh lẽo bao trùm, một luồng sát khí tích tụ giữa không trung võ đường nhà họ Hàn mãi không tan. Một tiếng giống giận dữ như hổ gầm vang vọng khắp võ đường. Ngông cuồng, một thằng ở rể bám váy đàn bà ở Tu Hà mà cũng dám khiến con trai tao bị thương. Ở đại sảnh võ đường nhà họ Hàn, một người đàn ông trung niên mặt mày giận dữ đang ngồi trên ghế thái sư phủ gia hổ ở chính giữa, sắc mặt xanh mét, hai mắt phun lửa. Là gia chủ nhà họ Hàn, cũng là người sáng lập võ đường, Hàn Lôi Long. Một nhân vật cấp tông sư trong giới võ thuật ở tỉnh. Nghe đồn Hàn Lôi Long đã là cao thủ có thực lực quân vương. Nằm trong top 5 ở tỉnh. Hàn Lôi Long, người cũng như tên, vóc dáng vạm vỡ, cơ thể tráng kiện, làn da màu đồng cổ, mặt vuông chữ điền, mắt hổ mày rậm. Thân hình cao 2 mét, khiến tất cả những ai mà nhìn thấy ông ta đều phải kinh hồn khiếp đảm. Với vóc dáng cường tráng như vậy, riêng bề ngoài cũng đủ khiến ai nấy khiếp sợ. Chưa kể ông ta còn là một tông sư võ đạo có thực lực quân vương nữa. Bên dưới, Hàn Khắc Sảng ngồi xe lăn, hai chân bó bột, mặt sưng tím, nước mắt nước mũi ròng ròng kể lại tình cảnh bi thảm của hắn ở Tu Hà. Bố, bố nhất định phải trả thù cho con, tên Tiêu Chính Văn khốn kiếp kia đúng là đáng ghét, chẳng coi nhà họ Hàn ở tỉnh là chúng ta ra gì cả. Hàn Khắc Sảng khóc lóc ỉ ôi, vẻ mặt tức tối. Bởi vì tâm trạng kích động nên gò má cũng bị đau. Trong đại sảnh, hai bên có 10 đệ tử giỏi nhất của võ đường đang đứng, ai nấy thân thủ bất phàm. Ngoài ra, phía dưới Hàn Lôi Long còn có 3 người đàn ông đang ngồi, tuy khí thế kém hơn ông ta một chút, nhưng sự lạnh lùng và sát khí tỏa ra trên người thì chắc chắn là cấp binh vương. Đường chủ, để tôi dẫn người đến Tu Hà, bẻ gãy chân tay của thằng nhãi Tiêu Chính Văn ngông cuồng kia mang về đây, đền tội cho thiếu gia. Một người đàn ông trung niên mũi khoằm đứng dậy, tay siết chặt nắm đấm, lạnh lùng nói. Ông ta là hướng dẫn viên võ thuật trong võ đường nhà họ Hàn, tên thật là Ngưu Mãng, có thực lực là binh vương cấp 3 sao. Trước kia, ông ta là một binh vương thuộc bộ phận dã chiến. Sau đó, bởi vì không tuân thủ quy định quân đội, ông ta bị khai trừ, rồi được Hàn Lôi Long chiêu mộ dưới trướng, đã cống hiến cho Hàn Lôi Long được 10 năm. Sắc mặt Hàn Lôi Long u ám. Vẫn đang cân nhắc. Để một hướng dẫn viên thực lực binh vương trong võ đường của mình đến Tu Hà nhỏ bé để dạy dỗ một thằng ở rể, nếu để các võ đường khác ở tỉnh biết được thì chắc chắn sẽ thành trò cười, bị người ta ghét bỏ. Nhưng, đúng lúc này, một người làm vội vàng xông vào, quỳ thẳng xuống đất, lớn tiếng kêu lên, đường chủ, không hay rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Sắc mặt Hàn Lôi Long xa sầm, tức giận quát, hốt hoảng như thế còn ra thể thống gì. Chuyện gì thì mau nói, người làm kia sợ hãi quỳ dưới đất, kêu lên, đường chủ, võ đường thất hổ ở Tu Hà bị người ta đến cửa thách thức, hạ thất hổ đã ông ta làm sao, Hàn Lôi Long lạnh lùng hỏi. Hạ thất hổ bị người ta giết chết chỉ bằng một chiêu. Chết thê thảm lắm ạ, võ đường thất hổ cũng bị điều tra niêm phong, người làm kia giọng nói run rẩy đáp. Hạ thất hổ chết rồi sao? Trong chớp mắt. Trên người Hàn Lôi Long tỏa ra sát khí ngút trời, tức giận gầm lên, là kẻ nào? Dám giết đồ đệ của Hàn Lôi Long tôi? Không chỉ ông ta, 3 hướng dẫn viên có thực lực binh vương kia cũng tỏ vẻ kinh ngạc và phẫn nộ. Hạ thất hổ có thực lực không hề thấp. Cũng có thực lực của binh vương huyền cấp 2 sao. Vậy mà bị người ta giết chỉ bằng một chiêu. Thực lực này ít nhất cũng phải là binh vương cấp 3 sao, thậm chí là cao hơn, có khi là binh vương cấp 4 sao. Một Tu Hà nhỏ bé mà lại có người bản lĩnh đến vậy sao? Người làm đang quỳ dưới sảnh, vô cùng sợ hãi trả lời, thưa đường chủ, là một người thanh niên tên là Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn, cái tên này quen thế nhỉ? Đột nhiên, Hàn Lôi Long nổi trận lôi đình, gầm lên, là hắn. Thằng ở rể chết tiệt kia, không những khiến con tao bị thương, còn giết cả đồ đệ của tao nữa. Ngưu Mãng, lập tức dẫn theo 10 người đến Tu Hà. Đem đầu của tên Tiêu Chính Văn kia về đây. Hàn Lôi Long đã nổi giận rồi. Nếu để truyền ra ngoài thì sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của võ đường nhà họ Hàn.
Khuôn mặt của Hàn Khắc Sảng đang ngồi xe lăn cũng tỏ vẻ dữ tợn lạnh lùng. Tiêu Chính Văn, mày chết chắc rồi. Ha ha ha. Ngưu Mãng cũng nhanh chóng đứng dậy, siết chặt nắm đấm đáp, rõ. Thuộc hạ sẽ dẫn người đến Tu Hà ngay, chắc chắn sẽ mang được đầu của tên ngông cuồng đó về. Dứt lời, Ngưu Mãng dẫn theo 10 đệ tử có thực lực mạnh nhất võ đường, tối đó ngồi xe riêng đến luôn Tu Hà. Vừa đến Tu Hà, Ngưu Mãng đã cho người đi đưa tin. Nhà họ Hàn ở tỉnh sắp ra tay với nhà họ Khương ở Tu Hà. Đồng thời còn cảnh cáo nhà họ Khương, bắt bọn họ giao ra hung thủ Tiêu Chính Văn. Cả nhà họ Khương như gặp phải kẻ địch, triệu tập cuộc họp gia tộc khẩn cấp. Điên rồi, điên rồi. Tên Tiêu Chính Văn kia chắc chắn là điên rồi. Không ngờ cậu ta lại đắc tội với nhà họ Hàn ở tỉnh. Trời đất ơi, nhà họ Khương chúng ta sắp tiêu đời rồi sao? Đây là nhà họ Hàn ở tỉnh đó. Hàn Lôi Long là hạng người thủ đoạn tàn độc, giết người không chớp mắt đó. Mau, gọi Tiêu Chính Văn đến đây. Tại sao tên ngu ngốc này lại chọc phải nhà họ Hàn chứ? Chương 431, nhà họ Khương làm loạn. Cả nhà họ Khương trở nên náo loạn. Nhà họ Hàn ở tỉnh đã phái người đến Tu Hà, truyền tin sẽ nhắm vào nhà họ Khương. Tin tức này vừa truyền ra, xôn xao cả Tu Hà. Lúc này ánh mắt của mọi người đều tập trung vào nhà họ Khương. Đắc tội với ai không đắc tội, lại đi đắc tội với nhà họ Hàn ở tỉnh, đây chẳng phải tương đương với việc tự tìm đường chết sao. Lúc này, Tiêu Chính Văn đã đưa Khương Vi Nhan đến biệt viện nhà họ Khương. Vừa bước vào cửa, bọn họ đã cảm nhận được bầu không khí nghiêm trọng trong sảnh lớn. Sắc mặt của mọi người trong nhà họ Khương đều u ám, vừa nhìn thấy Tiêu Chính Văn xuất hiện. Liền đứng dậy mắng chửi Tiêu Chính Văn đáng chết. Mày gây ra họa lớn rồi. Sao mày lại đắc tội với nhà họ Hàn ở tỉnh chứ? Tiêu Chính Văn, mày làm loạn quá rồi đấy. Làm liên lụy cả nhà họ Khương rồi. Tên khốn như mày không nên xuất hiện ở nhà họ Khương. Tôi đề nghị trói hắn đưa đến nhà họ Hàn. Cả đám người nổi giận quát lớn. Tiêu Chính Văn nhíu mày, từ những lời này, đại khái cũng đoán được ra điều gì đó. Nhà họ Hàn ở tỉnh. Thú vị đấy. Lúc này, vẻ mặt của Khương Vi Nhan vô cùng lo lắng, nhìn về phía Khương Thái Sương ngồi trên ghế thái sư, hỏi ông nội, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Khương Thái Sương lạnh lùng hừ một tiếng, chỉ tay về phía Tiêu Chính Văn, tức giận nói, cô hỏi xem cậu ta đã làm gì? Đắc tội với nhà họ Hàn ở tỉnh, đây chẳng phải là muốn giết cả nhà họ Khương sao? Nhà họ Hàn ở tỉnh. Nghe vậy, Khương Vi Nhan sững sờ. Nghiêm túc nhìn Tiêu Chính Văn, hỏi Chính Văn, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao anh lại đắc tội với nhà họ Hàn ở tỉnh? Khương Vi Nhan cũng đã nghe nói về nhà họ Hàn ở tỉnh. Đó là một trong những thế gia trong giới võ thuật ở tỉnh, đứng trong top 5, có sức ảnh hưởng cực lớn. Đặc biệt, gia chủ Hàn Lôi Long nhà họ Hàn còn là một người vô cùng độc ác tàn nhẫn. Có lần, Hàn Lôi Long này còn được lên tin tức, trong cuộc thi võ thuật cấp tỉnh. Ông ta dẫn theo người của võ đường nhà họ Hàn, giành được 3 hạng cao nhất. Một gia tộc lớn như vậy, nhà họ Khương ở Tu Hà hoàn toàn không thể sánh ngang và đối đầu được. Đắc tội với nhà họ Hàn, không khác gì tự tìm đường chết. Vì vậy, Khương Vi Nhan vô cùng hoảng sợ. Lúc này, Tiêu Chính Văn lại dửng dưng nói, lần trước, chuyện em bị người ta hãm hại ở công trường là do người của võ đường Thất Hổ ở Tu Hà làm, anh vô tình tiêu diệt cả võ đường này rồi. Đường chủ võ đường Hạ Thất Hổ đó là đệ tử của gia chủ Hàn Lôi Long nhà họ Hàn. Giọng của Tiêu Chính Văn không lớn, nhưng vang khắp sảnh, đám người nhà họ Khương nghe thấy vậy đều sững sờ. Võ đường Thất Hổ bị Tiêu Chính Văn tiêu diệt rồi. Vậy thì Hạ Thất Hổ cũng bị Tiêu Chính Văn giết rồi sao? Mọi người đều hít sâu một hơi. Chuyện này, bọn họ không hề hay biết. Võ đường Thất Hổ cũng có địa vị và nổi tiếng ở Tu Hà. Đặc biệt. Bọn họ còn nghe nói Hạ Thất Hổ này rất mạnh, có thực lực cấp binh vương gì đó. Người như vậy mà lại bị Tiêu Chính Văn giết sao? Thật kinh khủng. Lỗ mãng, thật lỗ mãng. Khương Văn Kỳ đứng bật dậy, chỉ vào Tiêu Chính Văn, quát lớn, sao mày lại tiêu diệt võ đường Thất Hổ chứ? Tại sao lại giết Hạ Thất Hổ? Chỉ vì ông ta hãm hại Khương Vi Nhan sao? Mày có biết, mày làm vậy mang đến cho nhà họ Khương bao nhiêu nguy hiểm không hả? Tiêu Chính Văn, cậu thật liều lĩnh, chỉ vì Khương Vi Nhan mà lật đổ võ đường Thất Hổ, còn giết Hạ Thất Hổ. Cậu làm vậy chính là đắc tội với nhà họ Hàn.
Hàn Lôi Long là người thế nào chứ? Ông ta là người có thù tất báo, lòng dạ vô cùng độc ác. Khương Thái Sương cũng kích động đứng dậy, tức đến nỗi ho khan vài tiếng. Theo đó, những người khác trong nhà họ Khương cũng thi nhau mắng chửi. Mà Tiêu Chính Văn vẫn đứng yên, lạnh lùng liếc nhìn tất cả mọi người, nói, bất luận là ai, nếu dám động đến vợ tôi thì nhất định sẽ phải trả giá. Chỉ là nhà họ Hàn ở tỉnh thôi mà, không cần các người lo, tôi sẽ tự giải quyết. Nói xong, Tiêu Chính Văn quay người, kéo theo cả Khương Vi Nhan rời khỏi biệt viện nhà họ Khương. Đám người nhà họ Khương trợn tròn mắt nhìn họ rời đi, tiếng mắng chửi vang lên bốn phía. Bố, bây giờ chúng ta nên làm gì? Người nhà họ Hàn đã nhắm vào nhà họ Khương chúng ta rồi. Khương Văn Kỳ tỏ vẻ lo lắng. Đúng đấy, lão gia, nhà họ Khương chúng ta phải làm sao bây giờ? Trời ơi, ông trời muốn giết nhà họ Khương này sao? Đều tại tên Tiêu Chính Văn kia, cậu ta đúng là đồ ngu xuẩn. Tiêu Chính Văn đáng chết, nếu cậu ta muốn chết thì để cậu ta chết một mình đi. Chúng ta nên lập tức thông báo chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì đến Tiêu Chính Văn nữa. Mọi người bắt đầu trở nên xôn xao. Cuối cùng, Khương Thái Sương gõ mạnh cây gậy vào nền gạch, lạnh lùng nói, được rồi. Đừng ồn ào nữa, mọi người dần bình tĩnh lại, tất cả nhìn về phía Khương Thái Sương. Khương Thái Sương suy nghĩ một lát, đáy mắt lóe lên một tia ớn lạnh, nói với Khương Văn Kỳ, Văn Kỳ, con lập tức tổ chức họp báo gia tộc, thông báo với bên ngoài rằng nhà họ Khương chúng ta không có quan hệ gì với Tiêu Chính Văn. Ngoài ra, con hãy chuẩn bị quà cáp hậu hĩnh, đích thân đi xin lỗi người nhà họ Hàn. Để ông ta giơ cao đánh khẽ, đừng nhắm vào nhà họ Khương chúng ta. Khương Văn Kỳ sững sờ, do dự nói, bố, việc đầu tiên thì con có thể làm. Còn việc phía sau, nếu con đi, người ta không đồng ý, bị giết ngay tại chỗ thì sao? Vậy ai đi? Khương Thái Sương hỏi. Khương Văn Kỳ nhíu mày, lập tức nhìn về phía Khương Học Bác, nói, bố, đương nhiên là phải để Học Bác đi rồi. Chú ấy là bố của Khương Vi Nhan, cũng là bố vợ của Tiêu Chính Văn, chú ấy đi xin lỗi, đúng là hợp lý nhất. Cái gì, bảo Học Bác nhà tôi đi sao? Khương Văn Kỳ, anh dựa vào đâu chứ? Học Bác nhà tôi sẽ không đi đâu. Khương Học Bác chưa kịp lên tiếng thì Từ Phân đã nói trước, chỉ vào Khương Văn Kỳ quát lớn. Đây chẳng phải là mượn dao giết người sao? Em dâu, em không được nói vậy, Học Bác cũng là người nhà họ Khương, lúc này, chú ấy không ra mặt thì ai ra mặt đây? Hơn nữa, chuyện này đều là do thằng con rể tốt của các người gây ra đấy. Khương Văn Kỳ lạnh lùng nói, mắt hiện ra vẻ hung dữ. Đúng. Nhà các người phải đi. Văn Kỳ nói đúng, Tiêu Chính Văn là con rể của các người đi xin lỗi là hợp lý nhất. Lão gia, để nhà Khương Học Bác đi đi. Đối mặt với ý kiến của mọi người, sắc mặt Khương Thái Sương u ám, sau đó nhìn Khương Học Bác bằng ánh mắt lạnh lùng, nói, Học Bác, lần này, con đi đi. Nói xong, Khương Thái Sương dựng dậy rời đi. Không cho Khương Học Bác cơ hội mở miệng. Lão gia, không thể được, đây chẳng phải là bảo Học Bác đi chết sao, Từ Phân khóc lóc. Đám người nhà họ Khương chỉ lạnh lùng liếc nhìn bọn họ, sau đó phất áo rời đi. Khương Học Bác bất lực đứng yên tại chỗ, lắc đầu thở dài, kéo Từ Phân nói, về thôi, chuẩn bị quà. Chuyện đã đến nước này, cũng không còn cách nào khác nữa. Khương Học Bác đương nhiên hiểu được suy nghĩ của Khương Văn Kỳ, cũng nhìn ra được trong lòng bố, anh cả mãi mãi quan trọng hơn mình. Bên phía Ngưu Mãng, lúc này, ông ta đang ở trong khách sạn sang trọng nhất ở Tu Hà. Trong phòng tổng thống, năm người đẹp nóng bỏng đang ngâm mình trong bể bơi ngoài ban công cùng Ngưu Mãng, ôm nhau quấn quýt vô cùng thân mật. Xung quanh dãy phòng còn có một vài đệ tử đang đánh bài. Chương 432, đẩy vào hố lửa. Lúc này, một đệ tử đẩy cửa ra, đi tới trước mặt Ngưu Mãng, cung kính nói, thưa hướng dẫn viên Ngưu. Sau khi tung tin ra ngoài, nhà họ Khương chưa đánh đã chạy. Ngoài ra, có nhiều doanh nhân địa phương giàu có ở Tu Hà đang ở dưới tầng muốn gặp ông. Ngưu Mãng đẩy cô nàng có thân hình nóng bỏng cùng làn da trắng nõn trên người mình ra, đứng dậy từ bể bơi, nói, gặp tôi sao? Vâng ạ, tên đệ tử đó cười tươi nói, đồng thời ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô nàng có thân hình nóng bỏng. Ngưu Mãng thản nhiên nhướng mày. Đẩy cô ả vào lòng tên đệ tử kia, nói cho cậu đó. Cảm ơn hướng dẫn viên Ngưu. Tên đệ tử đó vô cùng vui vẻ, bế cô nàng lên,
nở nụ cười vô cùng xuồng xã. Sau đó, Ngưu Mãng dẫn 4 tên đệ tử tới phòng tiếp khách dưới tầng, gặp gỡ hơn 10 người doanh nhân giàu có ở Tu Hà. Mấy người gặp tôi có chuyện gì thế? Ngưu Mãng mặc áo choàng tắm bằng tơ lụa trắng, để lộ cơ thể săn chắc và da thịt màu đồng của mình, tùy ý ngồi ở vị trí chủ nhà. Mấy người doanh nhân giàu có nhìn nhau cười, rồi nhao nhao đưa quà cáp mà mình mang tới, nói, nghe nói hướng dẫn viên Ngưu đến Tu Hà, mấy người chúng tôi tới thăm hướng dẫn viên Ngưu, cũng muốn nhìn thấy phong thái của ông. Phải, với chúng tôi thì danh tiếng của hướng dẫn viên Ngưu như sấm rền bên tai vậy. Không hổ danh là hướng dẫn viên của võ đường nhà họ Hàn ở tỉnh, vừa nhìn hướng dẫn viên Ngưu là thấy siêu phàm rồi, oai hùng như hổ. Cả đám người nở nụ cười nịnh hót, a dua tâng bốc. Ngưu Mãng ngoáy lỗ tai, ra hiệu đệ tử nhận tất cả quà cáp rồi cười ha hả, nói, ha ha ha, lòng tốt của mấy người, Ngưu Mãng tôi đã nhận. Nếu như mấy người có chuyện gì cần tôi giúp thì cứ việc nói. Nghe thấy vậy, mười mấy người doanh nhân giàu có lập tức chen lấn kể mục đích đến lần này. Ngưu Mãng cũng bảo đệ tử ghi lại, sau đó sai đệ tử đi ra ngoài. Vừa định rời đi thì có đệ tử đột ngột chạy tới nói, hướng dẫn viên Ngưu, bên ngoài có người nhà họ Khương muốn gặp, nói là tới để nhận lỗi. Người nhà họ Khương ư? Ngưu Mãng cau mày, khóe miệng nở nụ cười u ám nói, tới nhanh đấy, bảo bọn họ vào đi. Không lâu sau, Khương Học Bác dẫn Từ Phân và Khương Thần, xách theo túi lớn túi nhỏ quà tặng, xuất hiện trong phòng tiếp khách. Vừa vào đã nhìn thấy Ngưu Mãng ngồi ở vị trí chủ nhà, đằng đằng sát khí. Đặc biệt là cơ thể cường tráng như muốn bùng nổ, ánh mắt hung ác cùng với 5-6 tên đệ tử ở xung quanh khiến 3 người Khương Học Bác run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh túa đầy hai bên trán. Khương Học Bác của nhà họ Khương hân hạnh được gặp ông Ngưu. Khương Học Bác gật đầu mỉm cười, ra hiệu cho Từ Phân và Khương Thần đặt toàn bộ quà cáp lên bàn. Ngưu Mãng thản nhiên nhìn mấy món quà đó rồi hỏi, người nhà họ Khương sao? Sao lại tới xin lỗi tôi thế? Khương Học Bác vội đáp, hướng dẫn viên Ngưu, vẫn mong ông dơ cao đánh khẽ, đừng nhắm vào nhà họ Khương nữa. Chuyện kia đều do Tiêu Chính Văn làm. Nhà họ Khương chúng tôi không có quan hệ gì với tên Tiêu Chính Văn đó cả, mong hướng dẫn viên Ngưu khoan dung tha cho chúng tôi. Hừ! Ngưu Mãng lạnh lùng hừ một tiếng, trầm giọng nói, không có quan hệ gì ư. Sao tôi lại nghe bảo, Tiêu Chính Văn là con rể của ông nhỉ? Chuyện này! Khương Học Bác ngẩn người, vội nói, hướng dẫn viên Ngưu, ông hiểu lầm rồi, tên Tiêu Chính Văn này không phải con rể nhà họ Khương, từ trước đến nay nhà họ Khương chúng tôi chưa từng công nhận cậu ta. Thực sự chuyện này không hề liên quan đến nhà họ Khương. Chỉ mong hướng dẫn viên Ngưu nương tay. Ông muốn gì thì cứ việc nói, nhà họ Khương tôi nhất định sẽ làm được. Ồ, thật không, bất kể tôi muốn gì mấy người cũng có thể làm được à? Ngưu Mãng cười nhạt nói. Phải, chắc chắn, Khương Học Bác vội vàng gật đầu. Trước khi xuất phát, Khương Thái Sương đã dặn dò, cho dù Ngưu Mãng yêu cầu chuyện gì thì cứ đồng ý trước đã, sau đó gia tộc sẽ bàn bạc lại. Chỉ cần không quá trớn thì đồng ý tất. Được, thẳng thắn. Tôi thích người ngay thẳng như ông Khương đây. Ngưu Mãng cười lớn, nói tiếp, nghe bảo con gái của ông xinh đẹp nhất Tu Hà này, mang vẻ đẹp của tiên nữ, tôi rất thích, không biết ông Khương có thể tìm cơ hội hẹn con gái ông tới chỗ tôi có được không? Nghe thấy vậy, Khương Học Bác sững sờ, lúng túng nói, hướng dẫn viên Ngưu, ông hẹn con gái tôi làm gì vậy? Nó đã kết hôn rồi. Ngưu Mãng nở nụ cười lạnh lùng, nói, ông Khương, ông nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ muốn ăn cơm cùng con gái ông thôi, không cần lo lắng như vậy. Không phải ông nói điều kiện gì cũng làm được hay sao? Sao mới có chuyện còn con như này đã làm không được rồi? Chẳng lẽ lời ông vừa nói đều là gạt tôi sao? Vừa dứt lời, cơ thể Ngưu Mãng tỏa ra hơi thở lạnh lẽo. 5-6 tên đệ tử bên cạnh hung dữ nhìn chòng chọc đám người Khương Học Bác. Một người trong số đó còn bước lên vài bước, túm lấy cổ áo Khương Học Bác. Hung tợn gào lên, mẹ nó, ông dám lừa gạt hướng dẫn viên của chúng tôi sao? Không muốn sống nữa hả? Hai chân Khương Học Bác mềm nhũn, vội hét lên, tôi không dám, không dám. Từ Phân cũng hoảng, vội vàng đồng ý, hướng dẫn viên Ngưu, chúng tôi đồng ý, chúng tôi đồng ý, mong ông tha cho chồng tôi, Ngưu Mãng cười khẩy, hơi giơ tay lên. Tên đệ tử đó vứt Khương Học Bác xuống khiến ông ta ngã ngồi dưới đất, ôm lấy cổ, thở hổn hển.
vậy quyết định ngay tối nay đi, tối nay không gặp được con gái ông thì tôi sẽ diệt cả gia tộc ông. Ngưu Mãng lạnh lùng nói, đứng dậy, phất tay áo rời đi. Khương Học Bác đổ mồ hôi lạnh, xém chút nữa là mất mạng rồi, cứ như thể vừa rơi xuống đáy vực. Chúng ta mau về thôi, phải kể lại chuyện này cho lão gia, để ông ấy quyết định. Khương Học Bác nói xong liền gấp rút dẫn Từ Phân và Khương Thần chạy nhanh về biệt viện nhà họ Khương. Lúc này, ở biệt viện nhà họ Khương, sau khi Khương Thái Sương nghe thấy yêu cầu của Ngưu Mãng liền tỏ vẻ lạnh lùng, kinh ngạc nói, gì cơ? Tên Ngưu Mãng đó muốn gặp Khương Vi Nhan ư? Khương Học Bác vẫn đang thở gấp, nói, đúng vậy ạ, giờ chúng ta nên làm gì đây ạ? Nếu chúng ta đồng ý tức là đẩy Vi Nhan vào hố lửa rồi. Mọi người im lặng. Khương Văn Kỳ lạnh lùng hừ một tiếng, đứng dậy nói, hố lửa gì chứ? Giờ chỉ vì Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan mà nhà họ Khương chúng ta mới ở trong hố lửa đây này. Nó không đi thì ai đi? Chú đi sao? Câu này khiến Khương Học Bác cứng họng. Tiếp đó, Khương Văn Kỳ nhìn Khương Thái Sương, nói, bố. Tới lúc này rồi, bố đừng do dự nữa. Ngưu Mãng là người nhà họ Hàn ở tỉnh, đắc tội với ông ta đồng nghĩa với việc đắc tội cả nhà họ Hàn. Tới lúc đó, Tu Hà còn chỗ đứng cho nhà họ Khương chúng ta nữa không? Chỉ là một con danh Khương Vi Nhan thôi mà, dùng nó để đánh đổi sự bình yên cho nhà họ Khương cũng đáng. Khương Học Bác vừa nghe đã sốt ruột, hét lên, không được, không được. Anh cả, chuyện này không được, đó là con gái em. Chính vì con gái chú gả cho tên lỗ mãng Tiêu Chính Văn nên mới xảy ra chuyện ngày hôm nay. Khương Học Bác, chú nói xem, vì Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn mà nhà họ Khương chúng ta đã gặp biết bao nhiêu chuyện rồi. Hôm nay Khương Vi Nhan buộc phải đi. Khương Văn Kỳ tức giận hét. Sau lưng ông ta, người nhà họ Khương dường như cũng đã hạ quyết tâm, nói tới tấp. Đúng, chuyện này là do Khương Vi Nhan gây nên, tai vạ cũng do Tiêu Chính Văn mà ra. Nếu hướng dẫn viên Ngưu đã muốn gặp Khương Vi Nhan thì chúng ta đưa cô ta qua đó đi. Đúng, Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn phải chịu trách nhiệm cho sự việc lần này. Lão gia, ông mau quyết đi. Sắc mặt Khương Thái Sương tối sầm lại, cuối cùng nhíu mày, lạnh lùng nói, được. Chuyện này quyết vậy đi. Văn Kỳ, con dẫn người tới bắt Khương Vi Nhan lại cho bố, đưa cô ta tới khách sạn của ông Ngưu. Chương 433, lửa giận ngút trời. Khương Văn Kỳ đầy vẻ chế nhạo nói, vâng, con đi gọi người ngay. Nói xong, Khương Văn Kỳ mặc kệ Khương Học Bác đang quỳ dưới đất cầu xin. Ông ta dẫn theo mấy bảo vệ cầm gậy gộc xông thẳng đến chỗ ở của Khương Vi Nhan. Lúc này, Khương Vi Nhan đang ở trong sân với Nana. Tiêu Chính Văn đi chợ, tạm thời không có ở đó. Khương Vi Nhan. Khương Văn Kỳ đá tung cánh cổng, dẫn theo mấy tên bảo vệ hùng hổ xông vào. Nhìn thấy đám người Khương Văn Kỳ hung hăng xông đến, Khương Vi Nhan vội kéo Nana ra sau lưng mình, kinh hãi nhìn chằm chằm, hỏi, bác cả, mấy người làm gì vậy? Khương Văn Kỳ cười khẩy, nhìn lướt một vòng quanh phòng rồi hỏi, Tiêu Chính Văn không ở đây à? Khương Vi Nhan run rẩy đáp, anh ấy ra ngoài rồi. Vậy càng tốt. Khương Văn Kỳ lạnh lùng cười nhạt, vẫy tay, quát lên, xông lên. Trói nó lại cho tôi. Vâng. Mấy tên bảo vệ lập tức cầm dây thừng xông lên, không nói nhiều lời, định trói chặt Khương Vi Nhan lại. Khương Vi Nhan vô cùng hoảng sợ, giãy giụa hét lên, bác cả. Các người muốn làm gì? Nana sợ đến bật khóc, chạy đến, không ngừng đẩy mấy tên bảo vệ, gào thét mấy người tránh ra, không được trói mẹ tôi, hu hu hu, mấy kẻ xấu xa. Tôi phải mách với bố, Khương Văn Kỳ lạnh lùng hừ một tiếng, ra hiệu cho một bảo vệ ôm Nana đi, sau đó nhìn chằm chằm vào Khương Vi Nhan với vẻ mặt lạnh tanh, nói, làm gì hả? Tất nhiên là tặng cô cho ông Ngưu, để xoa dịu cơn giận của nhà họ Hàn rồi. Khương Vi Nhan à, thật không ngờ cô lại nổi tiếng tới vậy, đến cả ông Ngưu của nhà họ Hàn ở tỉnh cũng có hứng thú với cô. Nhớ cho kỹ, về sau ngoan ngoãn mà hầu hạ ông Ngưu, nhất định phải khiến ông ta giơ cao đánh khẽ với nhà họ Khương. Khương Vi Nhan ngây người, hoảng sợ không thôi, nhưng hai tay đã bị bảo vệ trói lại ở sau lưng. Cô không ngừng giãy giụa, nước mắt lưng tròng, hét lên, bác cả, bác không thể làm vậy được, cháu đã có chồng có con rồi. Các người không thể đưa cháu qua đó được, sao Khương Vi Nhan lại không hiểu ẩn ý trong lời nói của Khương Văn Kỳ được chứ? Đây là đang đẩy cô vào hố lửa. Có gì mà không được?
Nếu không phải tại cô thì Tiêu Chính Văn sẽ tiêu diệt Võ Đường Thất Hổ sao? Sẽ đắc tội với nhà họ Hàn ở tỉnh à? Cô đúng là hồng nhan họa thủy. Từ khi cô quay về, nhà họ Khương chúng tôi chưa từng bình yên. Khương Văn Kỳ lạnh lùng trách móc, đồng thời, ra lệnh cho mấy tên bảo vệ trói Khương Vi Nhan đưa ra khỏi sân nhỏ. Trên đường Khương Vi Nhan cố gắng vùng vẫy chống cự, nhìn Nana bị chặn lại phía sau, hét lên, Nana, đừng khóc, mẹ không sao, bố sắp về rồi, mẹ ơi. Hu hu hu, các người là đồ xấu xa, thả mẹ tôi ra. Nana gào khóc, nước mắt đầm đìa, trợn mắt nhìn Khương Vi Nhan bị đám người Khương Văn Kỳ trói đưa đi. Thân hình nhỏ bé chạy đuổi theo, mấy lần ngã sóng xoài dưới đất, đầu gối và lòng bàn tay chảy xước, rớm máu. Mẹ ơi, các người thả mẹ tôi ra. Nana. Trước khi bị lôi lên xe, Khương Vi Nhan thấy Nana ngã dưới đất, thảm thiết kêu lên. Vù vù. Xe khởi động, rời khỏi sân nhỏ. Một mình Nana bất lực đáng thương đứng bên đường, nhìn theo chiếc xe đang xa dần, nước mắt lăn dài trên má, khóc gọi, mẹ ơi, hu hu hu, con cần mẹ, một lúc sau. Tiêu Chính Văn xách giỏ đồ ăn, vẻ mặt vui vẻ quay về sân nhỏ. Từ xa anh đã thấy Nana ngồi một mình ở cửa, cúi đầu ủ rũ, cả người co rúm khóc lóc nức nở. Nana, sao vậy? Bị ai bắt nạt rồi? Tiêu Chính Văn vội lao đến, quỳ một gối trước mặt Nana. Nana ngẩng đầu, hai mắt sưng húp, lòng bàn tay và đầu gối đẫm máu, Tiêu Chính Văn thấy vậy vô cùng đau lòng, lo lắng hỏi con bị sao vậy? Nana bật khóc nức nở, ôm lấy cổ Tiêu Chính Văn, lớn tiếng nói, bố ơi! Bọn họ bắt mẹ đi rồi, hu hu hu, bắt Khương Vi Nhan đi. Trong phút chốc, một luồng khí lạnh kinh hoàng tỏa ra từ khắp người Tiêu Chính Văn, đôi mắt anh bùng lên sự phẫn nộ. Ai bắt mẹ đi, Tiêu Chính Văn vội vàng hỏi lại. Nana vừa khóc vừa nói, là đám người xấu, là ông cả, Khương Văn Kỳ. Giận dữ, Tiêu Chính Văn siết chặt nắm đấm, bế Nana quay về sân nhỏ trước, xử lý qua vết thương. Rồi gọi một cuộc điện thoại cho Long Nhị, để anh ta đến đây tạm thời chăm sóc Nana. Sau đó, Tiêu Chính Văn ra khỏi sân nhỏ, đi thẳng đến biệt viện nhà họ Khương. Giờ phút này, cả bầu trời, mây gió biến đổi, mây đen dày đặc nhanh chóng tụ lại trên không trung, tựa như biến thành một đám mây hình rồng khủng bố. Toàn bộ biệt viện nhà họ Khương đột nhiên chìm vào bóng tối kinh hoàng. Tất cả người nhà họ Khương ở biệt viện đang chuyện trò vui vẻ. Lúc này ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy mây đen dày đặc nhanh chóng tụ lại từ phía chân trời, ai nấy đều chấn động, cả người run lẩy bẩy. Chuyện gì vậy, trở trời à? Tôi ở Tu Hà bao nhiêu năm rồi, chưa từng thấy kiểu thời tiết này, có cảm giác bầu trời sắp sụp xuống rồi. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Mấy người nhỏ giọng thảo luận, vẻ mặt nghiêm trọng. Khương Văn Kỳ ngồi ở ghế chủ vị, nhấp một ngụm trà, cười nhạt, mấy người toàn lo lắng vớ vẩn. Chẳng qua chỉ là cơn giông thôi mà, có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Bây giờ, Khương Vi Nhan đã bị tôi đưa đến chỗ ông Ngưu bên kia rồi, chúng ta cứ bình thản vô tư đi. Nghe vậy, mấy người nhánh chính nhà họ Khương cười khanh khách. Ha ha ha, là chúng tôi căng thẳng quá rồi. Nếu đã đưa Khương Vi Nhan qua đó, vậy nguy nan của nhà họ Khương xem như đã được giải quyết. May mà có anh Văn Kỳ, nếu không nhờ anh thì vấn đề này đâu thể xử lý nhanh đến thế. Đám người không ngừng nịnh nọt, Khương Văn Kỳ chỉ lạnh nhạt mỉm cười thế nhưng. Đúng lúc này, một tiếng rầm vang lên. Cửa chính bị đá tung một cách thô bạo, cánh cửa gỗ dày, nặng mấy chục cân văng ra xa. Sau đó, một bóng người cao lớn, mang theo sát khí long trời lở đất, đột ngột xuất hiện ở cửa chính, chậm rãi từng bước tiến vào. Giờ phút này, mây đen phía chân trời cũng nhanh chóng đè ép xuống. Có cảm giác những đám mây đen ngày tận thế đang nặng nề bao trùm cả thành phố. Tiêu Chính Văn. Khương Văn Kỳ nhíu mày, hùng hổ đập mạnh vào mặt bàn, lớn tiếng quát, lá gan mày lớn quá nhỉ. Dám đạp tung cửa chính, chán sống rồi sao? Mấy người thuộc nhánh chính nhà họ Khương khác cũng tràn ngập sự phẫn nộ, quát tháo ầm ĩ. Đáng chết, quá ngông cuồng rồi. Trong mắt cậu còn có nhà họ Khương hay không? Hay là không hề coi chúng tôi là chú? Là bác. Tiêu Chính Văn, cút ngay cho tôi. Một người đàn ông trung niên thuộc nhánh chính nhà họ Khương bước lên trước, chỉ tay vào Tiêu Chính Văn. Nhưng, giây tiếp theo. Tiêu Chính Văn giơ chân lên, một tiếng rầm,
người kia bị đá văng ra xa cả chục mét, nặng nề đập vào bàn ghế, rồi ngã sóng xoài dưới đất, phun ra mấy ngụm máu, ngất lịm. Lúc này Khương Văn Kỳ và đám người nhà họ Khương đều sững sờ, trợn tròn mắt, hồn bay phách tán nhìn cảnh tượng trước mắt. Mày, mày làm phản rồi, Khương Văn Kỳ tức giận hét lên, lớn tiếng quát, người đâu? Lôi tên điên này ra ngoài cho tôi. Chương 434, đá bay Khương Văn Kỳ. Cùng với tiếng gào thét giận dữ của Khương Văn Kỳ, vài tên bảo vệ cầm theo gậy gộc xông đến. Không nói nhiều lời liền vung gậy trong tay, lao đến chỗ Tiêu Chính Văn. Sau đó, trong nháy mắt, tất cả mọi người đều không thấy được Tiêu Chính Văn ra tay như thế nào, đám bảo vệ đã ngã sóng xoài, nằm dạp dưới đất, ôm lấy cánh tay gãy lìa, la hét không ngừng. Soạt! Thấy tình cảnh tượng này, đám người nhà họ Khương và Khương Văn Kỳ ngồi ở ghế chủ vị đều sững sờ, toàn thân bắt đầu run rẩy. Không ít người còn trốn sau cột nhà và bàn ghế, lo sợ Tiêu Chính Văn sẽ đánh gãy chân gãy tay họ. Tiếp đó, trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi của mọi người, Tiêu Chính Văn từng bước đi tới chỗ Khương Văn Kỳ, cả người như bao phủ một luồng sát khí lạnh tanh. Khoảnh khắc này, mây đen phía chân trời bao trùm hết thảy, khiến ai nấy đều cảm thấy tức ngực khó thở. Loại khí thế này, quá đáng sợ. Nhất là cảm xúc trong mắt Tiêu Chính Văn, y như tu la đến từ địa ngục, khiến họ hoàn toàn không thở nổi. Khương Văn Kỳ nắm chặt lấy hai tay vịn của ghế, cố gắng đứng dậy thoát thân, nhưng Tiêu Chính Văn đã đến trước mặt ông ta. Mày, mày muốn làm gì? Tiêu Chính Văn, đây là nhà họ Khương. Mày đừng có mà làm loạn. Nếu mày dám gây chuyện, nhà họ Khương nhất định sẽ không tha cho mày. Khương Văn Kỳ kích động gào lên, ánh mắt kinh hãi, trán toát mồ hôi lạnh. Thế nhưng, giây tiếp theo, rầm. Tiêu Chính Văn nhấc chân, hung hăng đá một cước, nặng nề đạp thẳng vào ngực Khương Văn Kỳ, cả người và ghế bay thẳng ra ngoài. Ầm một tiếng, ghế chủ vị va vào bức tường phía sau, vỡ thành 4-5 mảnh. Khương Văn Kỳ cũng lăn một vòng dưới đất, ôm lấy ngực và bụng, đau đớn gào thét a. À. Đau quá, không đợi ông ta bình tĩnh lại, Tiêu Chính Văn lại đi đến trước mặt ông ta, túm lấy cổ áo nhấc người lên khỏi mặt đất, cách mặt đất khoảng nửa bước chân. Lúc này, mặt Khương Văn Kỳ đỏ bừng, hô hấp khó khăn, tay chân liều mạng giãy giụa, nói năng ngắt quãng, mày, mày định làm gì? Thả tao ra, giết người rồi, Tiêu Chính Văn nhìn chằm chằm Khương Văn Kỳ, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng hỏi, ông đưa Khương Vi Nhan đi đâu rồi? Khương Văn Kỳ kịch liệt giãy giụa, lắc đầu, tao không hiểu mày đang nói gì, mày thả tao ra, tao dù gì cũng là bác của mày, tôi không có nhẫn nại phí thời gian với ông, không nói thì chết. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, tay phải tăng thêm lực, hung hăng bóp cổ Khương Văn Kỳ. Khương Văn Kỳ lè lưỡi, trong mắt trợn tròn, hai tay không ngừng cào cấu loạn xạ vào cánh tay Tiêu Chính Văn, hoàn toàn không thể thở nổi, tựa như đang cận kề cái chết. Tôi nói. Khương Văn Kỳ liều mạng nói một câu, bịch. Tiêu Chính Văn buông tay, cả người Khương Văn Kỳ ngã rạp dưới đất, ra sức ho khan, thở hổn hển, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi vì sống sót trong gang tấc. Thấy Tiêu Chính Văn đang lạnh lùng quan sát mình, Khương Văn Kỳ khóc lóc, nói chuyện này không thể trách tôi được, là ý của ông Ngưu kia, nếu không đưa Khương Vi Nhan qua đó thì ông ta sẽ diệt cả nhà họ Khương, tôi cũng không còn cách nào khác, ông Ngưu. Nghe được cái tên này, trong mắt Tiêu Chính Văn lộ ra sự tàn bạo. Phải, ông Ngưu, đến từ nhà họ Hàn ở tỉnh, hiện giờ đang ở khách sạn Nhật Hàng, Khương Văn Kỳ nói, cả người run lẩy bẩy. Bởi vì, khí thế trên người Tiêu Chính Văn quá khủng bố, quá đáng sợ. Hệt như một vị tu la. Ông ta vừa dứt lời, Tiêu Chính Văn liền xoay người rời đi, bỏ lại đám người nhà họ Khương mặt đối mặt, vô cùng sợ hãi. Anh Văn Kỳ, không sao chứ? Tên Tiêu Chính Văn này quá láo xược, lại dám ra tay với anh, nó chán sống rồi à? Toi rồi, chắc chắn là nó đi tìm ông Ngưu kia, lại gây chuyện nữa rồi. Mấy người mồm năm miệng mười la hét, vô cùng hoảng loạn. Khương Văn Kỳ đứng dậy, ôm bụng. Ánh mắt u ám nhìn chằm chằm bóng lưng Tiêu Chính Văn rời đi, nói, để cậu ta đi. Đừng quên, đối phương chính là ông Ngưu của võ đường nhà họ Hàn ở tỉnh. Chúng ta đều đã tận mắt thấy thực lực của ông ta rồi rồi. Tên lỗ mãng Tiêu Chính Văn qua đó chính là đâm đầu vào chỗ chết. Chúng ta đỡ phải động tay. Mà lúc này, Tiêu Chính Văn ra khỏi biệt viện nhà họ Khương, gọi luôn cho Long Tứ,
lạnh lùng nói, lập tức huy động 1.000 người, phong tỏa khách sạn Nhật Hàng, một con ruồi cũng không được để lọt. Rõ, thuộc hạ lập tức điều quân. Long Tứ cung kính đáp lại. Sau đó, Tiêu Chính Văn dùng tốc độ nhanh nhất có thể để đến khách sạn Nhật Hàng. Vừa tới nơi anh thấy hai gã đàn ông khí thế bất phàm đứng ở cửa chính khách sạn, có vẻ là đang canh gác. Tiêu Chính Văn bước thẳng vào nhưng hai gã đàn ông giơ thẳng tay cản anh lại, trầm giọng nói, thật xin lỗi, khách sạn tạm thời không thể vào. Anh đi khách sạn khác đi. Tiêu Chính Văn nhíu mày, lạnh giọng hỏi, ông Ngưu ở phòng nào? Sắc mặt hai gã đàn ông tối sầm lại, ánh mắt dò xét nhìn Tiêu Chính Văn, hỏi, anh là ai? Tìm huấn luyện viên Ngưu của chúng tôi làm gì? Tôi là Tiêu Chính Văn mà các người muốn tìm, thả vợ tôi ra, bảo tên họ Ngưu kia lăn ra đây chịu chết, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Mày chính là Tiêu Chính Văn ư? Một trong hai tên có vẻ mặt khinh khỉnh cười lớn, quát, dám bảo huấn luyện viên Ngưu của chúng tao lăn xuống chịu chết. Mày chán sống rồi à? Nói xong, tên đó đấm thẳng vào mặt Tiêu Chính Văn, một bóng người bay thẳng ra ngoài, đập vỡ tan cửa kính phía sau, trượt xuống đất, nôn ra máu, chết không kịp ngáp. Còn Tiêu Chính Văn vẫn đứng yên như cũ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào gã đàn ông còn lại. Tên đó còn không nhìn rõ Tiêu Chính Văn ra tay thế nào. Tựa như Tiêu Chính Văn chưa hề động tay, người anh em của mình đã đột nhiên bay thẳng ra ngoài. Giết anh em của tao, mày chán sống rồi. Tên còn lại bỗng nhiên bùng phát một luồng sát khí mãnh liệt, đấm một cú về phía Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn nhấc tay, nắm lấy nắm đấm của hắn ta, bóp mạnh. Một tiếng rắc, nắm đấm của tên kia bị bóp nát, máu thịt lẫn lộn. A a a, tay của tao, quát con, mày dám bóp nát tay tao, mày nhất định phải chết. Huấn luyện viên Ngưu chắc chắn sẽ lấy mạng mày, tên đó hung bạo gầm lên. Thế nhưng, Tiêu Chính Văn giơ tay bóp cổ hắn nhấc lên, hung hăng ném bay ra xa cả chục mét, bay thẳng vào khu nghỉ ngơi của khách sạn. Một tiếng ầm vang lên. Người ngã sóng xoài dưới đất, mặt đất bị đập nứt vài vết, hắn phun ra mấy ngụm máu, run rẩy vươn tay chỉ vào Tiêu Chính Văn, sau đó vẹo đầu, mất mạng. Cảnh tượng này khiến nhân viên lễ tân khách sạn vô cùng sợ hãi. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân như rung chuyển cả trời đất. Ngay lập tức, 1.000 binh lính vũ trang đầy đủ, bao vây toàn bộ khách sạn. Trong nháy mắt, binh lính vũ trang, sát khí ngập trời. Tiếp đó, Long Tứ nhanh chóng xông đến, đứng sau lưng Tiêu Chính Văn, cúi đầu nói, chủ soái, 1.000 binh lính đã đến đủ. Chương 435, nếu ông muốn chết thì tôi cho toại nguyện. Tiêu Chính Văn gật đầu, bước đến quầy lễ tân, lạnh lùng hỏi, ông Ngưu ở phòng bao nhiêu vậy? Cô gái ở quầy lễ tân nhìn 1.000 binh lính đứng nghiêm bên ngoài đã hồn vía lên mây, hai tay run rẩy tra ghi chép đặt phòng ở trên máy tính, ấp a ấp úng đáp, phòng tổng thống 8.888 ở tầng cao nhất, vừa dứt lời. Tiêu Chính Văn và Long Tứ dẫn theo 10 binh lính bước vào thang máy, đi thẳng lên phòng tổng thống ở tầng cao nhất. Cùng lúc đó, trong phòng tổng thống, chỉ có mỗi hai người Ngưu Mãng và Khương Vi Nhan. Khương Vi Nhan bị trói vào ghế. Ngưu Mãng mặc chiếc áo choàng tắm bằng lụa, tay cầm chai rượu và ly rượu, ông ta uống cạn một ly rượu vang, nheo mắt nhìn Khương Vi Nhan đang bị trói chặt vào ghế. Đẹp quá! Không hổ danh là người phụ nữ tuyệt sắc của Tu Hà. Nhan sắc này, vóc dáng này, khuôn mặt và làn da trắng nõn này, dù có là ở tỉnh thì cũng là hàng đầu. Không ngờ tiên nữ như vậy mà chồng lại là một thằng vô dụng ăn bám. Ngưu Mãng đặt ly rượu xuống. Chậm rãi bước về phía Khương Vi Nhan, giơ tay vuốt ve khuôn mặt trắng nõn mịn màng như sữa của cô, đẹp quá, tiểu thư Khương, cô là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng gặp, đừng mà, ông Ngưu, xin ông đừng đối xử với tôi như vậy, tôi đã có chồng con cả rồi, cầu xin ông hãy thả tôi đi, vành mắt Khương Vi Nhan đỏ hoe, nước mắt đong đầy. He he, tiểu thư Khương, chồng cô chẳng qua chỉ là một thằng cô dụng ăn bám, theo hắn thì cô được sống tốt sao? Không bằng theo tôi đưa cô đến tỉnh, ăn ngon mặc đẹp, cô muốn gì tôi cũng sẽ mua cho cô. Ngưu Mãng nở nụ cười dâm đãng, đứng sau lưng Khương Vi Nhan, dán sát vào ngửi cái gáy cô. Mùi thơm quá. Không phải là mùi thơm của son phấn, cũng không phải mùi thơm của nước hoa, mà là mùi tỏa ra từ cơ thể của cô. Đúng là một cô gái đặc biệt. Cơ thể tự có mùi thơm. Lúc này,
Khương Vi Nhan đã sợ đến mức run rẩy, cả người căng cứng, nước mắt lã chã, nói ông Ngưu, tôi xin ông đấy, đừng mà, tôi không muốn đến tỉnh, tôi chỉ yêu chồng và con tôi thôi, đáng tiếc là chồng cô sắp chết rồi, đắc tội nhà họ Hàn ở tỉnh thì sao có kết quả tốt đẹp được chứ? Hay là cô theo tôi luôn đi, sau này cũng có chỗ dựa, nhỉ? Ngưu Mãng nở nụ cười lạnh lẽo, dục vọng trong mắt đã phun ra như lửa. Dứt lời, ông ta vươn tay ra, chậm rãi cởi áo khoác ngoài của Khương Vi Nhan, để lộ áo lót ren màu đen bên trong. Cái cổ như thiên nga trắng nõn nà, khiến Ngưu Mãng muốn chảy nước miếng. Người đẹp như vậy mà nằm dưới người mình, Ngưu Mãng chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy máu bắt đầu sôi trào. Khương Vi Nhan cắn môi đến mức bật máu, nắm tay siết chặt, khóc gào, đừng mà, ông Ngưu, tôi xin ông đấy, khoảnh khắc đó, cô cảm thấy rất tuyệt vọng. Cô biết, hôm nay sẽ không có ai đến cứu mình cả. Lẽ nào cô cứ thế bị làm nhục sao? Như vậy thì Khương Vi Nhan cô còn sống tiếp kiểu gì? Làm sao còn mặt mũi nhìn Tiêu Chính Văn và Nana, đột nhiên? Ngưu Mãng nhào tới, khiến Khương Vi Nhan hét ầm lên, a. Đừng mà, tôi xin ông đấy, tránh ra, đừng mà, Chính Văn, anh ở đâu, cứu em với, dầm. Đúng lúc này, một tiếng động lớn vang lên. Cửa chính bị người ta đạp mạnh ra một cách thô bạo, cả cánh cửa bay qua đầu Ngưu Mãng, khiến một mặt gương nát vụn, sau đó rơi xuống tầng dưới, phát ra một tiếng dầm. Trong phòng, Ngưu Mãng nhíu mày, cả người bộc phát sát khí đáng sợ, nhìn người đàn ông đột ngột xông vào, tức giận gầm lên, mày là ai? Muốn chết à? Khương Vi Nhan nước mắt giàn giụa, nhìn bóng dáng xuất hiện ngoài cửa, nước mắt trào ra như đê vỡ, kêu lên, chồng ơi, cứu em với, chồng. Ngưu Mãng lập tức hiểu ra, ông ta nở nụ cười dữ tợn, nhìn người đàn ông đang bước vào, nói, hóa ra mày chính là Tiêu Chính Văn. Lúc này, Tiêu Chính Văn cất bước vào phòng, nhìn thấy Khương Vi Nhan bị trói vào ghế, áo khoác ngoài đã bị cởi ra, ánh mắt anh lập tức bốc lên lửa giận ngùn ngụt. Anh nhìn Ngưu Mãng, lạnh lùng gần từng chữ ông, chết, chắc, rồi. Ha ha ha. Ngưu Mãng cười lớn, chẳng thèm coi Tiêu Chính Văn ra gì, nói, thằng nhãi, mày ngông cuồng lắm. Mày dám đến đây chứng tỏ mày vẫn chưa biết hoàn cảnh của mình. Ngưu Mãng nói xong liền cởi áo choàng tắm ra, để lộ cơ thể tráng kiện màu đồng cổ, ông ta xoay cổ, đấm mấy phát vào không khí, nói đầy kiêu ngạo, nghe nói chính mày đã giết Hạ Thất Hổ. Tiêu Chính Văn không phủ nhận, đáp, là tôi. Tốt lắm, Hạ Thất Hổ cũng có thực lực của binh vương huyền cấp 2 sao, mày giết được ông ta chứng tỏ thực lực cũng không thấp. Đúng lúc, mày có thể so chiêu với tao, chỉ cần thắng được tao thì mày có thể đưa vợ mày đi. Ngưu Mãng nở nụ cười lạnh lùng tự mãn. Theo suy đoán của Ngưu Mãng thì Tiêu Chính Văn cũng chỉ có thực lực của binh vương cấp 3 sao, ngang với thực lực của ông ta vào một năm trước. Còn ông ta đã đột phá thực lực binh vương cấp 3 sao rồi? Hiện giờ ông ta chính là binh vương cấp 4 sao? Nhưng Ngưu Mãng vẫn chưa nói bí mật này cho ai biết, ông ta muốn giấu giếm để gây bất ngờ. Vậy nên, ông ta cực kỳ tự tin về năng lực của bản thân. Tiêu Chính Văn khẽ nhíu mày, lọt vào mắt Ngưu Mãng lại khiến ông ta tưởng anh đã sợ, nên lại càng vênh váo, nói, sao nào, không dám à? Vậy thì mày hãy quỳ xuống. Tự phế hai cánh tay, chờ tao hưởng thụ vợ mày xong thì sẽ xử lý mày. Chà đạp vợ Tiêu Chính Văn trước mặt hắn chắc là thú vị lắm đây. Nhưng, nằm ngoài dự đoán của Ngưu Mãng, Tiêu Chính Văn bước tới, nói, nếu ông đã muốn chết thì tôi cho ông toại nguyện. Ngưu Mãng nghe thấy thế thì nhíu mày, trong mắt bắn ra sát khí khiếp người, hét lên, thằng nhãi, mày ngông cuồng lắm. Chết đi, dứt lời, Ngưu Mãng lao tới, giơ chân đá mạnh về phía đầu Tiêu Chính Văn. Cú đá này là tuyệt kỹ thành danh của Ngưu Mãng, đủ để đá một con trâu mộng bay mấy chục mét, chết ngay tại chỗ. Nếu là người bình thường thì chắc chắn sẽ vỡ đầu. Nhưng, cảnh tượng khiến cả đời Ngưu Mãng không thể tưởng tượng được đã xảy ra. Tiêu Chính Văn đứng im tại chỗ, không xê dịch mảy may, chỉ khẽ vung tay lên, ra tư thế ngăn lại. Một tiếng bốp vang lên. Cú đá của Ngưu Mãng như đá trúng một tấm thép vô cùng dày nặng. Cả cái chân lập tức truyền tới cảm giác đau đớn khi nứt toác. Trong lòng Ngưu Mãng cả kinh, đang định thu chân, nhưng đã không còn kịp nữa. Đôi mắt Tiêu Chính Văn tỏa ra sát khí ngút trời, tay trái tóm chặt lấy bắp chân Ngưu Mãng. Cũng chỉ là thực lực của binh vương cấp 4 sao, thế mà cũng dám huênh hoang trước mặt tôi. Giác,
Ngay sau đó, Tiêu Chính Văn dùng sức, bẻ gãy bắp chân Ngưu Mãng. A a a, chân của tao, chân của tao. Ngưu Mãng hét lên thảm thiết, còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, cả người ông ta đã bị Tiêu Chính Văn kéo lại gần, sau đó anh giơ tay phải lên, bẻ gãy hai cánh tay Ngưu Mãng. Hai tiếng rắc vang lên. Hai cánh tay của Ngưu Mãng bị bẻ gãy, rũ xuống lủng lẳng. Rầm. Sau đó, Tiêu Chính Văn đá bay ông ta, khiến ông ta nặng nề rơi xuống đất, nện thành một cái hố sâu. A a a, tay của tao, chân của tao. Ngưu Mãng hét lên thảm thiết, hai mắt đầy tơ máu, vô cùng sợ hãi nhìn Tiêu Chính Văn, hít khí lạnh hỏi, mày, rốt cuộc mày là ai? Sao mày lại có thực lực khủng khiếp như vậy? Chương 436, quân vương thôi mà. Tiêu Chính Văn bước tới, giẫm châm lên lồng ngực Ngưu Mãng. Mấy tiếng rắc vang lên. Tiếng xương ngực vỡ vụn vang khắp phòng. Mặt Ngưu Mãng tái mét, phun ra mấy ngụm máu tươi, kêu lên mấy tiếng thống thiết a, à, cầu xin cậu hãy nhấc chân lên, tha mạng cho tôi sai rồi, tôi không nên nhòm ngó vợ cậu, xin cậu hãy tha mạng cho tôi. Khoảnh khắc đó, Ngưu Mãng mới biết mùi vị của cái chết là thế nào. Người đàn ông trước mặt này thật là đáng sợ. Ông ta có thực lực của binh vương cấp 4 sao, nhưng vào tay đối phương thì chẳng là cái thá gì. Thực lực này đã thuộc cấp quân vương rồi. Thảo nào hắn có thể giết được Hạ Thất Hổ, tiêu diệt Võ Đường Thất Hổ. Cậu thanh niên hơn 20 tuổi này mạnh quá đi mất. Tu Hà có cường giả như vậy, đúng là khiến Ngưu Mãng phải bất ngờ. Có lẽ chỉ có Đường chủ Hàn mới đủ thực lực đánh tay đôi. Sắc mặt Tiêu Chính Văn lạnh lùng, nhìn Ngưu Mãng đang phun máu dưới chân mình, nói, Khương Vi Nhan chính là vảy ngược của tôi, động vào cô ấy thì nên nghĩ cho kỹ sẽ chết như thế nào. Vừa dứt lời, trong ánh mắt hoảng sợ của Ngưu Mãng, chân Tiêu Chính Văn lại dùng sức. Phụt, hai chữ tha mạng vừa thốt ra khỏi miệng, lồng ngực Ngưu Mãng đã lõm hẳn xuống, biến thành một vũng máu, chết ngay tại chỗ. Nếu để người ngoài nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ dấy lên sóng to gió lớn. Một hướng dẫn viên có thực lực binh vương cấp 4 sao của Võ Đường nhà họ Hàn ở tỉnh, mà lại bị Tiêu Chính Văn dẫm chết. Việc này, thật khó tưởng tượng. Thực lực binh vương cấp 4 sao, cho dù là ở tỉnh thì cũng được coi là một nhân vật hô mưa gọi gió rồi. Nhưng dưới chân Tiêu Chính Văn lại chẳng khác gì con kiến. Lúc này, Tiêu Chính Văn bước tới trước mặt Khương Vi Nhan, quỳ một gối xuống, cởi dây trói cho cô. Khương Vi Nhan nước mắt giàn giụa nhào vào lòng Tiêu Chính Văn, ôm chặt lấy cổ anh, khóc nói, chồng ơi, em sợ quá, em còn tưởng không còn được gặp anh và Na Na nữa chứ. Hù hù hù, Tiêu Chính Văn khẽ vỗ lưng cô, an ủi, được rồi, không sao rồi. Nói xong, Tiêu Chính Văn bế Khương Vi Nhan kiểu công chúa, rời khỏi khách sạn, trở về nhà. Việc còn lại ở khách sạn, Long Tứ sẽ giải quyết. Tin tức nhanh chóng lan ra. Ngưu Mãng của nhà họ Hàn ở tỉnh, cùng với 10 đệ tử của Võ Đường nhà họ Hàn, đã bị người ta giết chết. Lúc nghe được tin này, cả Tu Hà chấn động. Trời đất! Hướng dẫn viên Ngưu của nhà họ Hàn ở tỉnh và 10 đệ tử đều mất mạng ở Tu Hà sao? Đây là chuyện lớn tày trời đó. Chẳng phải Ngưu Mãng này đến gây rắc rối cho nhà họ Khương sao? Vậy mà lại bị người ta giết? Lẽ nào là nhà họ Khương ra tay? Trong biệt viện nhà họ Khương, già trẻ lớn bé đều có mặt đầy đủ. Không khí trong cả biệt viện vô cùng căng thẳng. Khương Thái Sương ngồi trên ghế chủ vị, sắc mặt khó coi và lo lắng, quát hỏi, rốt cuộc chuyện này là sao? Đã điều tra được là ai gây ra chưa? Ngưu Mãng và 10 đệ tử của Võ Đường nhà họ Hàn chết ở Tu Hà, bên ngoài đều đang đồn là nhà họ Khương ta làm, đây là họa chết cả nhà đấy. Nếu truyền đến tai nhà họ Hàn ở tỉnh, thì chẳng phải nhà họ Khương chúng ta sẽ tiêu đời sao? Lời của Khương Thái Sương khiến tất cả mọi người đều vô cùng sợ hãi. Ngưu Mãng đã chết. Một cao thủ như vậy mà lại chết ở Tu Hà. Không cần biết có phải nhà họ Khương làm hay không, thì nhà bọn họ cũng trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Bởi vì Ngưu Mãng đến để gây rắc rối cho nhà họ Khương. Văn Kỳ, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Con đã điều tra rõ ràng chưa? Vẻ mặt Khương Thái Sương căng thẳng nhìn về phía Khương Văn Kỳ mặt đầy vết thương ở bên cạnh. Khương Văn Kỳ vừa từ bệnh viện trở về thì nghe được tin Ngưu Mãng và 10 đệ tử của Võ Đường nhà họ Hàn bị giết, lập tức sợ đến nỗi cả người đổ mồ hôi lạnh. Lẽ nào, là Tiêu Chính Văn làm? Toi rồi, toi rồi. Bố,
con cũng không biết là có chuyện gì, con chỉ biết chiều nay, thằng vô dụng Tiêu Chính Văn kia đến hỏi con là đã đưa Khương Vi Nhan đi đâu, còn đánh con một trận, sau đó thì cậu ta đi mất, còn việc cậu ta có đi tìm Ngưu Mãng hay không thì con không biết, sắc mặt Khương Văn Kỳ lạnh lùng, cũng tỏ vẻ căng thẳng. Nếu đúng là Tiêu Chính Văn làm thì nhà họ Khương tiêu đời rồi. Lúc này, đám người Khương Thái Sương cũng tỏ vẻ nghiêm trọng. Đúng lúc này, một người làm xông vào kêu lên, lão gia, Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan về rồi ạ, về rồi sao? Đâu rồi? Khương Thái Sương lập tức đứng dậy, sốt ruột hỏi. Ở sân nhỏ ạ, tên người làm kia đáp. Bảo Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan đến đây ngay, Khương Thái Sương tức giận nói. Tiêu Chính Văn nhanh chóng có mặt, còn Khương Vi Nhan thì không đến. Tiêu Chính Văn, Khương Vi Nhan đâu? Sao lại có mỗi cậu đến đây? Khương Văn Kỳ giận dữ nói, cổ ông ta vẫn còn vết bầm tím. Tiêu Chính Văn lạnh nhạt nhìn Khương Văn Kỳ, khiến ông ta sợ hãi lùi lại mấy bước, kêu lên cậu muốn làm gì hả? Cậu còn định đánh tôi trước mặt lão gia sao? Sắc mặt Khương Thái Sương u ám, phẫn nộ chất vấn Tiêu Chính Văn, có phải chính cậu giết đám người Ngưu Mãng không? Ánh mắt Tiêu Chính Văn lạnh lẽo, đưa mắt nhìn tất cả người nhà họ Khương đang có mặt, nói, là do tôi làm. Mọi người như bị sét đánh, đúng là do cậu ta làm thật. Toi rồi, nhà họ Khương chúng ta toi rồi, cậu gây họa lớn rồi đấy. Ngưu Mãng là một trong những hướng dẫn viên ở võ đường nhà họ Hàn, là tâm phúc của Hàn Lâm Long đấy. Tiêu Chính Văn, cậu đúng là hại chết nhà họ Khương tôi rồi. Đám người vô cùng kích động, ai nấy đều có vẻ mặt sợ hãi. Khương Thái Sương cũng hít một hơi lạnh, ôm lồng ngực, hít thở một lúc mới bình tĩnh lại được. Lão giơ tay chỉ vào mặt Tiêu Chính Văn, tức giận nói, Tiêu Chính Văn. Sao cậu dám to gan như vậy hả? Đó là hướng dẫn viên ở võ đường nhà họ Hàn, là tâm phúc của Hàn Lâm Long đấy. Vậy mà cậu dám giết hết bọn họ sao? Cậu hủy hoại nhà họ Khương của tôi rồi, nhà họ Hàn ở tỉnh mà nghe tin. Thì chắc chắn Hàn Lâm Long sẽ đích thân đến Tu Hà. Đến lúc đó, cả nhà họ Khương chúng tôi sẽ phải chết vì việc làm ngu xuẩn của cậu. Tiếng kêu oán thán lập tức vang lên. Nhưng, Tiêu Chính Văn lại thản nhiên đáp, chuyện của nhà họ Hàn ở tỉnh, tôi sẽ tự giải quyết. Nếu nhà họ Hàn dám cử người đến, thì cứ chuẩn bị ở lại hết Tu Hà đi. Mọi người nhà họ Khương nghe thấy thế thì sửng sốt. Ngông cuồng, thật là quá vênh váo. Cậu tưởng cậu là ai hả? Cậu cậy mình có tí thực lực là không biết trời cao đất dày nữa phỏng. Hàn Lâm Long kia là tông sư võ đạo, là người nằm trong top 5 giới võ thuật ở tỉnh đấy. Nghe nói có thực lực cấp binh vương, sắc mặt Tiêu Chính Văn lạnh tanh, đáp chỉ là một quân vương tép siêu, chẳng là gì với tôi cả. Dứt lời, Tiêu Chính Văn xoay người rời đi. Nhưng mới đi được mấy bước thì anh dừng lại, quay lưng với đám người nhà họ Khương đang tỏ vẻ kinh ngạc. Nói, quên không nói cho các người biết, Khương Vi Nhan là vợ tôi, nếu như các người còn dám có ý xấu với cô ấy thì đừng trách tôi không nể mặt. Có khi kết cục của Ngưu Mãng cũng chính là kết cục của các người đấy. Nói xong, Tiêu Chính Văn cất bước bỏ đi. Tất cả người nhà họ Khương trong đại sảnh đều sững sờ. Ý gì vậy? Tiêu Chính Văn dám đe dọa bọn họ sao? Loạn rồi, loạn rồi. Khương Văn Kỳ là người đầu tiên tức giận gầm lên, tên Tiêu Chính Văn này quá coi thường chúng ta rồi. Cậu ta nghĩ mình là ai chứ? Vua Bắc Lương chắc, kiêu căng ngạo mạn đến vậy chứ? Chương 437, 500 đệ tử đến Tu Hà. Lúc này, trong võ đường nhà họ Hàn ở tỉnh, rầm, một tiếng động lớn vang lên, trong đại sảnh, Hàn Lâm Long vỗ một phát làm nát cả cái ghế thái sư đang ngồi, cả cái ghế chia năm xẻ bảy. Sau đó, một tiếng giống như hổ gầm vang khắp võ đường nhà họ Hàn. Tên ngông cuồng, dám giết hướng dẫn viên Ngưu và đệ tử của tao. Võ đường của nhà họ Hàn tao không đội trời chung với mày. Người đâu, lập tức truyền lệnh xuống, tất cả các đệ tử của võ đường đến ngay Tu Hà. Tao phải khiến tất cả mọi người ở Tu Hà đều biết đắc tội nhà họ Hàn ở tỉnh sẽ có kết cục gì. Hàn Lâm Long giận dữ gầm lên, trong mắt là lửa giận ngút trời. Cả người tỏa ra sát khí đáng sợ. Tâm phúc trung thành của ông ta đã bị người ta giết chết. Đây là nỗi sỉ nhục to lớn. Là trèo lên đầu Hàn Lâm Long ông ta và nhà họ Hàn diễu võ dương oai. Một thằng ở rể của nhà họ Khương ở Tu Hà nhỏ bé mà dám vênh váo như vậy. Khốn kiếp!
Hàn Khắc Sảng ngồi trên xe lăn, trong lòng đang nở nụ cười lạnh lùng điên cuồng, Tiêu Chính Văn, mày chết chắc rồi. Lần này mày chết thật rồi. Sau đó, Hàn Lâm Long bước ra khỏi đại sảnh, ngoài cửa, ở quảng trường đã có 400, 500 đệ tử của võ đường nhà họ Hàn đứng đó. Tất cả đều mặc đồ luyện võ màu đen, trên ngực in hình con mãnh hổ màu xanh. Đường chủ, 400, 500 người đồng thanh gầm lên giận dữ, vang khắp võ đường, lên thẳng trời xanh, chấn động bốn hướng. Hàn Lâm Long đứng trước đám người, đằng sau là hai hướng dẫn viên cấp binh vương, vẻ mặt lạnh lùng, gầm lên, hướng dẫn viên Ngưu đã bị thằng nhãi ngông cuồng kia giết ở Tu Hà, chúng ta, các đệ tử của võ đường nhà họ Hàn tuyệt đối không được bỏ qua. Hôm nay, tất cả mọi người sẽ cùng tôi đến nhà họ Khương ở Tu Hà, chỉ cần là người nhà họ Khương thì giết sạch không cần lý do. Giết! 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 Nhất thời, 400, 500 đệ tử võ đường giơ cao nắm đấm lên trời, trong miệng gào thét tử giết. Xuất phát! Hàn Lâm Long hạ lệnh, vung tay lên. 400, 500 người lập tức đều tăm tắp bước ra khỏi võ đường. Ngày hôm đó, cả tỉnh chấn động. Không ít người tận mắt chứng kiến tất cả các đệ tử của võ đường nhà họ Hàn xuất trận, ngồi trong mấy chục chiếc xe van thương vụ, rời khỏi tỉnh tiến về phía Tu Hà. Trong giới võ thuật tỉnh, rất nhiều người của các thế gia võ thuật sau khi nhận được tin, đều tỏ vẻ kinh hãi. Hàn Lâm Long này muốn làm to chuyện rồi. Rốt cuộc nhà họ Khương ở Tu Hà là gia tộc thế nào đây? Dám giết cả Ngưu Mãng và 10 đệ tử của võ đường nhà họ Hàn. Hành động này chẳng khác gì đâm đầu vào chỗ chết. Cùng lúc đó, ở tập đoàn Đỗ Thị ở tỉnh, sau khi nhận được tin, Đỗ Bá Đào đầu tiên tỏ vẻ kinh hãi, sau đó thì nở nụ cười lạnh lùng. Không ngờ tên Tiêu Chính Văn này lại đắc tội với võ đường nhà họ Hàn. Ha ha ha, đúng là tốt quá, không cần mình phải ra tay. Lần này, chắc chắn Hàn Lâm Long sẽ giết chết tên Tiêu Chính Văn kia. Đỗ Bá Đào nở nụ cười lạnh lùng dữ tợn, nói với trợ lý bên cạnh, lập tức cử người đến Tu Hà, chỉ cần có tin nhà họ Khương bị tiêu diệt, thì đàm phán với đội thanh tra Tu Hà, bảo bọn họ thả con trai tôi ra. Vâng, thưa chủ tịch, tôi đi làm ngay đây. Cùng lúc đó, Tu Hà cũng chấn động, tất cả đều nhận được một tin khiến toàn thành phố sợ hãi. Gia chủ nhà họ Hàn ở tỉnh là Hàn Lâm Long dẫn theo 500 đệ tử của võ đường, cùng với hai hướng dẫn viên có thực lực cấp binh vương, đang đến Tu Hà để tiêu diệt nhà họ Khương. Cả thành phố xôn xao. Ai nấy đều không dám tin vào chuyện này. Không ngờ Hàn Lâm Long lại dẫn theo 500 người, đích thân đến Tu Hà. Việc này quả đúng là tài trời. Hàn Lâm Long kia là người nằm trong top 5 của giới võ thuật tỉnh đó. Ở tỉnh, ông ta cũng là một nhân vật có máu mặt hô mưa gọi gió. Một nơi nhỏ bé như Tu Hà thì chẳng là gì trong mắt Hàn Lâm Long cả. Lần này nhà họ Khương đi đời nhà ma thật rồi. Lúc này, ở nhà họ Khương, Khương Văn Kỳ nhận được tin xong, sợ đến mức tè ra quần, chạy về biệt viện của nhà họ Khương, thở hổn hển xông vào phòng của Khương Thái Sương, quỳ phịch xuống đất, nước mắt giàn giụa nói, bố ơi, chết rồi, chết thật rồi, Khương Thái Sương đang nghỉ ngơi, nghe Khương Văn Kỳ nói vậy, sắc mặt liền xa sầm, tức giận quát, mày mới chết ấy. Lại còn trù ẻo thế à? Khương Văn Kỳ căng thẳng, vội vàng nói, không phải, không phải, bố, nhà họ Khương chúng ta tiêu rồi, nhà họ Hàn, Hàn Lâm Long dẫn theo 500 đệ tử, đích thân đến Tu Hà, nói là, nghe thấy thế. Khương Thái Sương hốt hoảng, cả người cuống lên, hỏi, nói cái gì, mau nói đi. Sốt hết cả ruột, nói là, sẽ tiêu diệt nhà họ Khương chúng ta, Khương Văn Kỳ hét lên, tỏ vẻ sợ hãi. Khương Thái Sương như bị sét đánh ngang tai, sững sờ tại chỗ, đặt mông ngồi xuống ghế, ánh mắt sợ hãi và hoảng loạn, nói tiêu diệt nhà họ Khương ta sao? Vâng bố nói xem chúng ta làm sao bây giờ? Hàn Lâm Long kia là người tai to mặt lớn ở tỉnh đấy, lại còn dẫn theo 500 đệ tử, và hai hướng dẫn viên có thực lực binh vương gì đó nữa, thế này thì đúng là muốn tiêu diệt nhà họ Khương ta thật rồi, chẳng phải cả nhà chúng ta sẽ phải chết sao? Trong lòng Khương Văn Kỳ đã vô cùng hoảng sợ, nước mắt ròng ròng. Lúc này, Khương Thái Sương đã cuống quá, giơ bàn tay đang run lẩy bẩy lên, hét, mau lên, triệu tập cuộc họp gia tộc gấp, dứt lời, Khương Thái Sương lăn ra ngất xỉu. Bố ơi, bố! Khương Văn Kỳ kêu lên, bước lên ấn vào nhân trung của Khương Thái Sương, khó khăn lắm mới cứu được lão.
Khương Thái Sương thở chậm lại, được Khương Văn Kỳ dìu đỡ, vội vàng đến đại sảnh nhà họ Khương. Chẳng mấy chốc, mấy chục người lớn bé nhà họ Khương đã có mặt. Mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đang bàn tán xôn xao. Sau đó, họ nhìn thấy Khương Thái Sương vội vàng chống gậy, được Khương Văn Kỳ dìu tới. Lão gia, có chuyện gì mà gọi mọi người tới đây gấp gáp thế? Văn Kỳ, lão gia làm sao thế? Nhìn sắc mặt kém quá. Lão gia, nếu có chuyện gì thì cứ để Văn Kỳ bàn bạc với chúng tôi, ông nghỉ ngơi đi. Mọi người vẫn rất quan tâm đến sức khỏe của Khương Thái Sương. Nhưng lúc này, Khương Thái Sương làm gì có tâm trạng quan tâm đến sức khỏe của bản thân. Lão còn chẳng thèm ngồi, vẻ mặt lo lắng nói, tất cả yên lặng, bây giờ tôi sẽ tuyên bố một việc, mọi người hãy chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất đi. Mọi người nghe thấy thế thì sững sờ, vẻ mặt ai nấy đều căng thẳng. Theo tin tức nhận được, gia chủ nhà họ Hàn ở tỉnh là Hàn Lôi Long, đích thân dẫn 500 đệ tử và hai hướng dẫn viên cấp binh vương đến Tu Hà. Mục đích rất đơn giản, đó là tiêu diệt nhà họ Khương ta. Khương Thái Sương nói xong, cả đại sảnh bùng lên đủ những tiếng bàn tán sợ hãi. Sao cơ, Hàn Lôi Long đích thân đến. Toi rồi, toi rồi. Lần này nhà họ Khương chúng ta chết thật rồi. Trời ơi, thế chẳng phải chúng ta đều phải chết sao? Tất cả là tại tên Tiêu Chính Văn kia. Làm sao bây giờ, nhà họ Khương đại loạn, tất cả mọi người đều sốt ruột, vẻ mặt hoảng hốt. Đến giờ thì chẳng còn cách nào khác cả, tất cả mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng, người nhà họ Hàn mà đến là chúng ta có thể nhận sai xin lỗi. Khương Thái Sương trầm giọng nói, đồng thời, chúng ta phải giao Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan ra, để xoa dịu cơn giận của nhà họ Hàn. Đúng đúng đúng, giao hai đứa xui xẻo Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan ra. Tất cả là tại hai người này, hại nhà họ Khương chúng ta phải đối mặt với nguy hiểm như vậy. Khương Học Bác và Từ Phân đứng trong đám người cũng có sắc mặt khó coi và lo lắng. Bọn họ cũng không ngờ chuyện lại biến thành thế này. Đúng lúc mọi người đang mồm năm miệng 10 bàn tán, thì một quản gia sợ đến mức tè ra quần, chạy vào kêu lên, lão gia, gia chủ Hàn đến rồi ạ. Nhiều người lắm. Chương 438, xoát sổ nhà họ Hàn của ông. Tất cả mọi người nhà họ Khương nghe thấy thế thì đều run lẩy bẩy, vẻ mặt sợ hãi. Khương Thái Sương lại càng sợ hơn, nói, nhanh thế sao? Sau đó, lão hét lên, mau, mọi người cùng tôi ra ngoài đó. Dứt lời, dưới sự dẫn đầu của Khương Thái Sương, tất cả người nhà họ Khương đều ra khỏi biệt viện. Lúc này, mấy chục người nhà họ Khương đều đứng ngoài biệt viện, thu hút sự chú ý của rất nhiều người qua đường. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã cảm nhận được một luồng khí thế vô cùng lạnh lẽo và cảm giác áp lực to lớn, từ xa ập tới. Cảm giác đó khiến ai nấy cả người lạnh toát, như rơi xuống vực sâu. Khí thế mạnh quá. Sau đó, mấy chục chiếc xe thương vụ màu đen xếp thành hàng dài, đỗ ngay cổng biệt viện nhà họ Khương, chặn đứng cả con đường lại. Rầm rầm rầm. Sau đó, cửa xe mở ra, từng người đàn ông mặc đồ luyện võ màu đen nhảy xuống, xếp hàng đâu ra đấy, đứng kín bãi đất trống trước cổng biệt viện. Đưa mắt nhìn ra. Tròn 500 người. 500 người đàn ông mặc đồ luyện võ màu đen này, cả người tỏa ra hơi thở của người luyện võ, khiến mấy chục người nhà họ Khương đều run như cầy sấy. Giống như bọn họ chỉ là những con chó nhỏ yếu ớt, gặp phải bầy mãnh hổ khí thế hung hãn. Sau đó, trong ánh mắt của tất cả mọi người, cửa chiếc xe Maybach màu đen ở chính giữa mở ra. Đầu tiên là chân trái của một người đặt ra bên ngoài, sau đó, Hàn Lôi Long bước xuống xe trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người. Sắc mặt ông ta u ám, hai mắt như mắt hổ, tức giận nhìn mấy chục người nhà họ Khương trước mặt. Khương Thái Sương không nhiều lời, cứ thế quỳ xuống đất, cúi đầu kêu lên, nhà họ Khương, Khương Thái Sương, xin chào gia chủ Hàn, cầu xin gia chủ Hàn giơ cao đánh khẽ, tha cho chúng tôi. Trong chớp mắt, mọi người nhà họ Khương đứng sau Khương Thái Sương đều quỳ xuống, chạm đầu xuống đất. Hàn Lôi Long đứng chắp tay sau lưng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn mấy chục người nhà họ Khương đang quỳ dưới đất, cất bước đến trước mặt Khương Thái Sương, hỏi ông chính là Khương Thái Sương. Lúc này, cả người Khương Thái Sương đang run rẩy, nhưng lão không dám ngẩng đầu lên. Bởi vì khí thế trên người Hàn Lôi Long trước mắt này quá mạnh. Đúng, đúng vậy, Khương Thái Sương run rẩy đáp, tốt lắm. Hàn Lôi Long nói, thế ông có biết nhà họ Khương đã phạm tội gì không?
Khương Thái Sương vội vàng giải thích, gia chủ Hàn, chuyện này thực sự không liên quan gì đến nhà họ Khương tôi cả, tất cả là do một mình tên Tiêu Chính Văn kia gây ra, nhà họ Khương tôi cũng là người bị hại, do một mình hắn gây ra sao? Sắc mặt Hàn Lôi Long u ám, lạnh lùng nói, nhưng tôi nghe nói Tiêu Chính Văn là cháu rể của ông mà. Ông dám nói hắn không liên quan gì đến nhà họ Khương sao? Câu nói này như tiếng hổ gầm. Khương Thái Sương thót tim, một lúc lâu không thốt nổi lời nào, đã sợ đến ngu người. Khương Văn Kỳ vội vàng bò ra, cúi đầu nói, gia chủ Hàn, bố tôi đã nhiều tuổi, cầu xin ông hãy tha thứ cho ông ấy. Chuyện này thực sự không liên quan gì đến nhà họ Khương tôi cả, tuy tên Tiêu Chính Văn kia là cháu rể nhà chúng tôi, nhưng chúng tôi chưa từng thừa nhận thân phận của cậu ta. Cậu ta vốn dĩ là tàn dư của nhà họ Tiêu đã bị tiêu diệt vào 5 năm trước ở Tu Hà, đáng lẽ cậu ta nên chết vào lúc đó rồi. Nhưng không ngờ cậu ta lại còn sống trở về, còn kết hôn với Vi Nhan đã bị nhà họ Khương chúng tôi đuổi ra khỏi nhà nữa, hai đứa chúng không có thân phận gì ở nhà họ Khương chúng tôi cả, cầu xin gia chủ Hàn giơ cao đánh khẽ, tha cho chúng tôi lần này. Tất cả đều do tên Tiêu Chính Văn kia gây ra, nghe Khương Văn Kỳ nói, sắc mặt Hàn Lôi Long u ám. Lạnh lùng quát, vậy Tiêu Chính Văn đâu? Bảo hắn lăn ngay ra đây gặp tôi. Việc này, Khương Văn Kỳ sững sờ, vội vàng đáp, gia chủ Hàn, chúng tôi cũng không biết Tiêu Chính Văn ở đâu, vậy sao? Hàn Lôi Long sầm mặt, sau đó nói, được rồi, tôi sẽ chờ ở đây. Tôi cho các ông nửa tiếng, nếu Tiêu Chính Văn không xuất hiện, cứ mỗi phút tôi sẽ giết một người. Hả? Đừng mà, gia chủ Hàn, chúng tôi vô tội. Trời ơi, mau gọi điện thoại cho Tiêu Chính Văn đi, bảo thằng vô dụng đó mau đến đây. Nhất thời, mọi người nhà họ Khương đều hoảng loạn, ai oán khóc than. Khương Văn Kỳ cũng hết hồn, vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Khương Vi Nhan. Lúc này, trong khu vui chơi nào đó ở Tu Hà. Tiêu Chính Văn đang đi cùng Khương Vi Nhan và Nana. Đột nhiên, điện thoại của Khương Vi Nhan đổ chuông, cô lấy ra xem, là bác cả. Tiêu Chính Văn nhíu mày, cầm lấy điện thoại, từ chối cuộc gọi, nói em đừng nghe, ra ngoài chơi thì cứ thoải mái lên, đừng để những việc khác quấy nhiễu. Đôi lông mày lá liễu của Khương Vi Nhan nhíu lại, rồi nhanh chóng giãn ra, gật đầu đáp, được, em nghe anh. Ở bên này, Khương Văn Kỳ điên cuồng gọi 7-8 cuộc, nhưng không ai nghe máy, cuối cùng còn tắt máy. Toi rồi, toi rồi. Khương Văn Kỳ vừa cáu vừa giận. Vội vàng khóc lóc kêu lên, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, con danh Khương Vi Nhan dám không nghe điện thoại của tôi? Những người khác của nhà họ Khương nghe thấy thế đều sững người. Gọi tiếp đi, lẽ nào chúng ta phải chết ở đây sao? Bọn họ gào lên. Vẻ mặt Khương Văn Kỳ đầy bất lực và tuyệt vọng, đáp tắt, tắt máy rồi. Ai nấy đều chết sững, tắt máy rồi. Mẹ ơi, Khương Vi Nhan chết tiệt này. Thật là độc ác, thế này thì khác gì mượn dao giết người. Hàn Lôi Long lạnh lùng chứng kiến tất cả mọi việc, thản nhiên nói, đã hết một nửa thời gian rồi, các người nhanh lên nhé. Ông ta vừa dứt lời, Khương Văn Kỳ vội vàng thử gọi không ngừng cho Khương Vi Nhan, nhưng vẫn không liên lạc được. Thấy thời gian đang dần trôi qua, mọi người nhà họ Khương đều sợ hãi, có người thậm chí còn ôm lấy nhau, khóc lóc ầm ĩ, chuẩn bị đón nhận cái chết. Lúc này, Hàn Lôi Long trầm giọng nói, hết thời gian rồi. Sau đây, ai sẽ là người chết trước nào? Câu nói này chẳng khác gì tiếng gầm của thần chết, lọt vào tai mọi người nhà họ Khương. Ai nấy đều run lẩy bẩy. Đừng giết chúng tôi, thực sự không liên quan gì đến chúng tôi hết, cầu xin ông đấy gia chủ Hàn, ông hãy tha cho chúng tôi đi. Trời ơi, nhà họ Khương chúng ta sắp mất thật rồi sao? Đám người gào khóc, ánh mắt Hàn Lôi Long lạnh tanh. Nhìn mấy chục người đang quỳ dưới đất, lôi luôn Khương Văn Kỳ dậy, lạnh lùng nói, vậy thì bắt đầu từ ông nhé. Nghe thấy thế, Khương Văn Kỳ sợ đến mức hai chân nhũn ra, suýt nữa thì ngất xỉu. Thấy Hàn Lôi Long sắp ra tay, Khương Văn Kỳ vội vàng kêu lên, đừng mà, gia chủ Hàn, ông đừng giết tôi, chuyện này thực sự do một mình thằng rác rưởi Tiêu Chính Văn kia gây ra, muốn giết thì ông giết bọn họ ấy. Bọn họ là bố mẹ vợ của Tiêu Chính Văn, Khương Văn Kỳ nói xong thì kích động chỉ vào hai người Khương Học Bác và Từ Phân đang quỳ trong đám người. Khoảnh khắc đó, cả người Khương Học Bác và Từ Phân run rẩy, vẻ mặt hoảng sợ. Từ Phân sợ đến mức ngẩng phát đầu lên,
nhìn Khương Văn Kỳ với ánh mắt oán hận, gào lên, Khương Văn Kỳ, sao anh có thể làm như vậy được? Lúc này, Khương Văn Kỳ đang nở nụ cười lạnh lùng, kêu lên, tại sao lại không thể chứ? Hai người là bố mẹ vợ của Tiêu Chính Văn, muốn giết thì phải giết hai người trước. Giờ phút này, sự độc ác, vô tình của lòng người lại càng được phóng đại. Hàn Lôi Long nở nụ cười lạnh lẽo, thẳng tay ném Khương Văn Kỳ xuống, ra hiệu cho đệ tử phía sau lôi Khương Học Bác và Từ Phân đang khóc lóc ra. Đừng mà, xin đừng giết tôi, tất cả là do Tiêu Chính Văn làm, là do Tiêu Chính Văn làm, Từ Phân giãy giụa kêu lên. Nhưng vô ích, hai người bọn họ bị ném xuống trước mặt Hàn Lôi Long. Ánh mắt ông ta lạnh lùng nhìn Khương Học Bác và Từ Phân ngã dưới đất, nói, giết. Vâng. Một tên đệ tử bước tới, rút luôn một con dao dài ở thắt lưng ra, kề vào cổ Khương Học Bác và Từ Phân. Khoảnh khắc đó, cả người Khương Học Bác và Từ Phân đều run lẩy bẩy, vẻ mặt sợ hãi. Xin đừng giết tôi. Tất cả những người khác của nhà họ Khương đều run như cầy sấy, trợn mắt ra nhìn. Nhìn tên đệ tử kia chuẩn bị vung dao lên. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên cách đó không xa. Nếu ông dám giết hai người họ, tôi sẽ xóa sổ nhà họ Hàn của ông. Chương 439, thất bại trong một chiêu. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn theo giọng nói, liền thấy một bóng dáng đang bước lại gần, mỗi bước chân đều mang theo sự lạnh lẽo và thù địch ngút trời. Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn khốn kiếp. Cuối cùng cậu cũng chịu trở về. Nhà họ Khương chúng tôi sắp bị diệt tộc vì cậu rồi. Cậu mau quỳ xuống xin lỗi gia chủ Hàn đi. Lúc này, nhìn thấy Tiêu Chính Văn xuất hiện, đám người nhà họ Khương như nhìn thấy hy vọng sống sót. Chỉ cần Tiêu Chính Văn trở về thì chắc là nhà họ Hàn sẽ không trách tội bọn họ nữa đâu nhỉ. Khương Văn Kỳ quỳ trong đám người cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ vào Tiêu Chính Văn, tức giận gầm lên, Tiêu Chính Văn. Đồ xui xẻo này, cuối cùng cậu cũng chịu xuất hiện rồi. Nếu không vì cậu thì nhà họ Khương tôi sẽ gặp tình cảnh như ngày hôm nay sao? Cậu còn không mau lăn lại đây quỳ xuống trước gia chủ Hàn, cầu xin sự tha thứ đi. Từ Phân cũng vừa nhặt lại được cái mạng, thở hổn hển, vẻ mặt sợ hãi, quay đầu quát Tiêu Chính Văn đang bước tới, Tiêu Chính Văn. Tất cả là tại cậu, hại tôi suýt nữa thì bị người ta giết. Cậu là đồ khốn kiếp, khốn kiếp. Mọi người nhà họ Khương căm phẫn mắng chửi. Hàn Lôi Long chứng kiến cảnh này, cũng nở nụ cười lạnh lùng. Xem ra tên Tiêu Chính Văn không được chào đón ở nhà họ Khương thật. Lúc này, ông ta quay đầu lại, tay chắp sau lưng, nhìn Tiêu Chính Văn đang bước tới với ánh mắt lạnh lẽo, nói, mày chính là Tiêu Chính Văn. Là tôi đây. Sắc mặt Tiêu Chính Văn lạnh tanh, giọng nói điềm nhiên, anh đưa mắt nhìn người nhà họ Khương đang quỳ dưới đất. Nói thật thì anh cũng không muốn tới, Hàn Lôi Long muốn giết thì cứ giết đi. Nhưng nếu ông ta ra tay với bố mẹ của Khương Vi Nhan thì anh không thể khoanh tay đứng nhìn. Nghe thấy Tiêu Chính Văn thừa nhận, ánh mắt Hàn Lôi Long bùng lên lửa giận, lạnh lùng nói, tốt lắm. Chính mày đã giết Ngưu Mãng và 10 đệ tử của võ đường nhà họ Hàn tao sao? Đúng vậy. Tiêu Chính Văn thản nhiên đáp, anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, chẳng hề sợ hãi. Ngông cuồng, dám giết thuộc hạ và đệ tử của Hàn Lôi Long tao, mày đúng là chán sống. Hàn Lôi Long nổi giận đùng đùng, không ngờ đối phương lại dám thừa nhận một cách đường hoàng như vậy. Lẽ nào hắn không nhìn rõ tình hình bây giờ sao? Đằng sau ông ta là 500 đệ tử của võ đường nhà họ Hàn, còn có 2 thuộc hạ thực lực cấp binh vương nữa. Bản thân ông ta cũng là một cao thủ có thực lực quân vương. Đội hình này đủ để tiêu diệt bất cứ một thế gia nào ở Tu Hà. Cho dù là ở tỉnh thì cũng không phải người bình thường có thể chống lại được. Vậy mà tên Tiêu Chính Văn này chỉ có một mình, lại tỏ vẻ bình tĩnh như vậy. Hàn Lôi Long nổi giận. Tiêu Chính Văn nhíu mày, nhìn Hàn Lôi Long và đám đệ tử sau lưng ông ta, lạnh nhạt lên tiếng, tôi chỉ cho các ông một cơ hội, lập tức cút khỏi nhà họ Khương, cút khỏi Tu Hà, nếu không đừng trách tôi vô tình. Anh vừa dứt lời. Mẹ ơi! Mọi người xôn xao, trời đất! Bọn họ vừa nghe thấy gì vậy? Tiêu Chính Văn dám ăn nói ngông cuồng như vậy, đòi Hàn Lôi Long dẫn theo người cút khỏi Tu Hà. Việc này, hơi quá rồi đấy. Tiêu Chính Văn, cậu điên à, đó là gia chủ Hàn Lôi Long của nhà họ Hàn ở tỉnh, là đường chủ của võ đường nhà họ Hàn. Còn là tông sư trong giới võ thuật ở tỉnh đấy. Khương Văn Kỳ lập tức cuống lên quát, sắc mặt hoảng hốt,
chỉ muốn xé ngay cái mồm của Tiêu Chính Văn ra. Toi rồi, toi rồi, tên Tiêu Chính Văn này láo toét quá đi mất, dám bảo gia chủ Hàn cút khỏi Tu Hà. Trời ơi, vậy chẳng phải chúng ta sắp chết đến nơi rồi sao, Tất cả là tại tên Tiêu Chính Văn này, cậu ta đang nói lung tung cái gì vậy? Gia chủ Hàn, những gì thằng vô dụng này nói không liên quan gì đến nhà họ Khương chúng tôi hết, mọi người nhao nhao kêu lên. Khương Văn Kỳ cũng lê gối bỏ tới trước mặt Hàn Lôi Long, dập đầu nói, gia chủ Hàn, xin ông hãy rộng lượng, đừng vì những lời thằng vô dụng này nói mà liên lụy đến nhà họ Khương, ông muốn giết thì giết một mình cậu ta thôi. Tất cả là do một mình cậu ta làm, là cậu ta. Không liên quan gì đến nhà họ Khương chúng tôi hết, bốp. Hàn Lôi Long giơ chân, đạp bay Khương Văn Kỳ ra xa, khiến ông ta ngã mạnh vào đám người, mắt trợn ngược lên rồi ngất xỉu. Cảnh tượng này khiến người nhà họ Khương sợ đến mức ngừng kêu khóc, cả người run lên bần bật. Hàn Lôi Long nhếch môi cười lạnh lùng tự mãn, nói, thằng nhãi ngông cuồng, vừa rồi mày bảo tao dẫn các đệ tử cút khỏi Tu Hà sao? Vóc dáng cao 2 mét đúng là rất đáng sợ. Đúng là không biết trời cao đất dày. Đường chủ, để tôi xử lý thằng nhãi vênh váo này cho. Đột nhiên, một người đàn ông tỏa ra khí thế hung hãn bước từ bên cạnh Hàn Lôi Long ra. Gã chính là một trong 3 hướng dẫn viên có thực lực binh vương trong võ đường nhà họ Hàn, Tề Thiên Cương. Sau khi Tề Thiên Cương đứng ra, cơ bắp gã căng lên cuồn cuộn, khiến tất cả người nhà họ Khương có mặt đều sửng sốt. Nhất là khí thế kinh khủng tỏa ra từ người gã, khiến bọn họ đều run rẩy. Đây chính là người có thực lực cấp binh vương sao? Khí thế đúng là đáng sợ. Tiêu Chính Văn điềm nhiên nhìn gã đàn ông đang bước tới, vẻ mặt lạnh nhạt. Tề Thiên Cương xoay cái cổ, phát ra tiếng rắc rắc. Sau đó, gã giơ tay, móc ngón tay về phía Tiêu Chính Văn, nói, oát con, chỉ cần mày có thể chịu được 5 chiêu của tao mà vẫn đứng vững, thì tao có thể bảo đường chủ của bọn tao tha cho mày. Nếu mày còn không đỡ nổi một chiêu, thì lập tức quỳ xuống, dập đầu xin lỗi bọn tao. Sau đó thì chờ chết, gã vừa dứt lời. 500 đệ tử của võ đường ở phía sau đều giơ nắm đấm lên, đồng thanh gào, hướng dẫn viên tệ oai quá. Tiếng gầm này như sét đánh, chấn động bốn phía. Gần như tất cả mọi người đều nghĩ Tiêu Chính Văn phen này chết chắc rồi. Bởi vì đây là một cấp độ hoàn toàn khác. Nhưng, trong mắt Tiêu Chính Văn khẽ lóe lên sự lạnh lẽo, thản nhiên mở miệng, trên đời này còn chưa có ai dám bảo tôi quỳ xuống chịu chết. Nghe thấy thế, Tề Thiên Cương sầm mặt xuống, lập tức phát lực, lao người tới, tung một cú đấm về phía mặt Tiêu Chính Văn. Cú đấm này rất mạnh, như sấm sét vậy. Nếu là người bình thường, hoặc người luyện võ thông thường, thì chắc chắn sẽ bị cú đấm này đánh bay, thậm chí là chết. Nhưng, cảnh tượng khiến mọi người kinh ngạc đã xảy ra. Tiêu Chính Văn hơi nghiêng ngươi, tránh được. Tề Thiên Cương sững sờ, nhíu mày. Sao có thể thế được? Bản thân gã có thực lực của binh vương cấp 3 sao, cho dù nắm đấm này không dùng hết sức thì đối phương cũng không thể tránh được dễ dàng như vậy chứ. Tề Thiên Cương không nghĩ được nhiều, vội vàng thu nắm đấm lại, giơ chân đá móc về phía đầu Tiêu Chính Văn. Gã dồn hết sức vào cú đá này, mang theo luồng gió khiến người ta sởn gai ốc. Nhưng, cảnh tượng khiến mọi người kinh ngạc hơn nữa lại xảy ra. Một tiếng bốp vang lên. Tiêu Chính Văn giơ tay, tóm chặt lấy mắt cá chân Tề Thiên Cương. Bất kể Tề Thiên Cương có dùng sức giãy giụa thế nào, thì bàn tay kia cũng như gọng kìm, tóm chặt không buông mắt cá chân gã. Tề Thiên Cương phát hoảng, chân trái đột nhiên dùng sức, nhún mạnh một cái, cả người bay lên không trung, đá chân còn lại ra, móc về phía cằm Tiêu Chính Văn. Đây là bộ phận yếu ớt nhất trên cơ thể người. Nếu bị đá trúng, nhẹ thì ngất xỉu, nặng thì chết luôn tại chỗ. Hiển nhiên lần này Tề Thiên Cương đã dùng toàn bộ sức mạnh, muốn giết chết Tiêu Chính Văn chỉ bằng một đòn. Tuy nhiên, một tiếng ầm vang lên. Một bóng người bay ra, đập mạnh vào một chiếc xe thương vụ màu đen đỗ ở bên cạnh. Chiếc xe chẳng khác gì bị đạn pháo bắn trúng, bay ra ngoài, cửa kính vỡ nát, trên cửa xe còn để lại một vết lõm sâu hình người. Lúc mọi người nhìn kỹ mới phát hiện, bóng người bị khảm vào cửa xe lại chính là Tề Thiên Cương có thực lực binh vương. Ai nấy sửng sốt, trợn tròn mắt. Quay lại nhìn mới phát hiện Tiêu Chính Văn vẫn lành lặn đứng đó, sắc mặt bình thản. Thậm chí, từ đầu đến cuối, anh chỉ di chuyển có nửa bước chân. Đáng sợ,
Sắc mặt Hàn Lôi Long trầm xuống, trên người bùng phát sự lạnh lẽo thấu xương, ông ta nhếch mép cười lạnh lùng, ngăn tên hướng dẫn viên còn lại định xông ra, nói, thú vị đấy. Xem ra Hàn Lôi Long tao xem thường mày rồi, có thể một chiêu giết chết Tề Thiên Cương, ít nhất mày cũng có thực lực binh vương cấp 4 sao. Thảo nào Ngưu Mãng lại chết trong tay mày. Tuy nhiên, Tiêu Chính Văn cười nhạt. Trên người anh bỗng chốc tỏa ra khí thế vô cùng lạnh lẽo, sộc thẳng lên trời xanh. Sau đó, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, trong mắt ông, tôi chỉ có thực lực của binh vương cấp 4 sao thôi sao. Chương 440, quân vương 2 sao nổi giận. Khuôn mặt Hàn Lôi Long lập tức đanh lại, ánh mắt lóe lên vẻ u ám. Khí thế mạnh quá. Thậm chí Hàn Lôi Long còn cảm thấy hơi bất an. Một thằng nhãi còn trẻ, thoạt nhìn chỉ mới hơn 20 tuổi, tại sao lại có khí thế mạnh mẽ và khủng khiếp như vậy chứ? Ông ta đã hơn 40 tuổi, luyện được một thân võ thuật đầy mình, mới có được bản lĩnh quân vương huyền cấp 2 sao, địa vị tông sư võ thuật, trở thành người nằm trong top 5 của giới võ thuật ở tỉnh. Còn thằng nhãi trước mắt này, rõ ràng còn trẻ như vậy, nhưng lại khiến ông ta có ảo giác là rất mạnh, không thể so sánh được. Lẽ nào hắn cũng có thực lực cấp quân vương? Sắc mặt Hàn Lôi Long lập tức u ám, khóe mắt lóe lên vẻ lạnh lùng dữ tợn, nói, ha ha, thằng nhãi này mày ngông cuồng lắm. Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là thực lực cấp quân vương. Dứt lời, Hàn Lôi Long tiến lên mấy bước, khí thế trên người đột nhiên tăng cao, dường như xung quanh cũng nổi lên gió xoáy. Khí thế lạnh lùng đó khiến mọi người nhà họ Khương phải sợ hãi. Cả 500 đệ tử của võ đường nhà họ Hàn cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Đường chủ, Oai Phong. Đường chủ, Oai Phong. Đường chủ, Oai Phong. 500 tên đệ tử kia bỗng giơ cao tay gầm lên. Đường chủ sắp ra tay rồi. Chắc chắn có thể dễ dàng giết chết tên Tiêu Chính Văn vinh váo kia chỉ bằng một chiêu. Mặt mũi đám người nhà họ Khương trắng bệch, kêu lên đầy tiếc nuối và uất hận. Tên Tiêu Chính Văn khốn kiếp. Sao cậu ta lại mạnh miệng thế chứ? Chết rồi, chết rồi. Nhà họ Khương chúng ta chết thật rồi. Đường chủ Hàn mà ra tay thì Tiêu Chính Văn chết là cái chắc, rồi sau đó sẽ đến lượt chúng ta, trời ơi, tôi còn chưa muốn chết, đám người kêu than không ngừng. Nhưng lúc này, khí thế trên người Hàn Lôi Long đã lên đến đỉnh điểm. Khí thế của quân vương huyền cấp 2 sao bỗng chốc lan ra, trong phạm vi mấy trăm mét xung quanh đều phải hãi hùng. Giác! Gạch xanh dưới chân Hàn Lôi Long cũng nát vụn vì khí thế mạnh mẽ trên người ông ta. Thực lực như vậy, sao có thể không khiến người ta sợ hãi chứ? Khoảnh khắc đó, dường như trên người Hàn Lôi Long xuất hiện một cột ánh sáng, khiến mọi người không mở nổi mắt, không dám nhìn thẳng. Ngay sau đó, Hàn Lôi Long liền ra tay. Ông ta lao về phía Tiêu Chính Văn, tung một cú đấm như sấm sét về phía lồng ngực anh. Cú đấm này mang theo lực bộc phát rời non lấp bể, dường như có thể đấm cho một tảng đá nghìn cân nát vụn, đấm móp một chiếc xe tải lớn. Lực bộc phát kinh người đó khiến tất cả mọi người có mặt đều thất kinh. Mạnh quá! Đây là cảm nhận rõ ràng nhất của bọn họ. Quát con, chịu chết đi! Hàn Lôi Long gầm lên một tiếng, chẳng khác gì hổ gầm. 500 đệ tử và hướng dẫn viên cấp binh vương còn lại đằng sau ông ta đều để lộ vẻ mặt hưng phấn và kích động. Đường chủ Hàn đích thân ra tay thì gần như nắm chắc phần thắng rồi. Ngay sau đây, tên Tiêu Chính Văn ngông cuồng kia sẽ bị đấm cho nát bét. Tuy nhiên, đúng lúc bọn họ đang nở nụ cười khoái trá, thì cảnh tượng khiến bọn họ phải há hốc miệng đã xảy ra. Một tiếng bốp vang lên. Bọn họ nhìn thấy Tiêu Chính Văn nhẹ nhàng giơ tay lên, tóm chặt lấy cú đấm như đạn pháo của Hàn Lôi Long ở khoảng cách nửa cánh tay trước ngực. Xung quanh im lặng như tờ. Không khí dường như cũng đông cứng lại. Nắm đấm của Hàn Lôi Long cứ thế bị tóm giữa không trung, sau đó bất động, không thể tiến lùi nổi một mm nào. Giây phút đó, thậm chí lực xung kích mạnh mẽ còn phát ra tiếng nổ lớn. Nhưng Tiêu Chính Văn vẫn thản nhiên đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hàn Lôi Long đang tỏ vẻ kinh ngạc trước mặt mình. Hàn Lôi Long nhíu chặt mày, sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng như nổi sóng to gió lớn, run rẩy không ngừng. Sao có thể thế được? Thằng nhãi ngông cuồng này đỡ được cú đấm của ông ta sao? Ông ta có thực lực của binh vương huyền cấp 2 sao đó? Ông ta cũng đã dồn hết sức vào cú đấm này, cho dù là một chiếc xe tải hạng nặng thì cũng bị đấm bay.
Vậy mà cái thằng nhãi nhìn trẻ tuổi trước mặt này lại có thể đỡ được cú đấm của ông ta một cách nhẹ nhàng như vậy sao? Hàn Lôi Long thấy rất khó hiểu. Lẽ nào Tiêu Chính Văn không chỉ có thực lực của binh vương cấp 4 sao? Hắn cũng có thực lực cấp quân vương. Đáng sợ. Khi suy nghĩ này lóe lên trong đầu Hàn Lôi Long, ông ta lập tức lùi lại mấy bước, giữ khoảng cách 10 mét với Tiêu Chính Văn. Xung quanh yên tĩnh như chết. Ai nấy đều sửng sốt, miệng há hốc. Có chuyện gì thế này? Sao Tiêu Chính Văn vẫn đứng nguyên tại chỗ? Cậu ta đỡ được cú đấm của đối PSA Ương rồi sao? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Chẳng phải Hàn Lôi Long có thực lực của quân vương huyền cấp 2 sao sao? Chẳng phải một cú đấm có thể đánh nát tảng đá nghìn cân sao? Sao Tiêu Chính Văn vẫn đứng nguyên tại chỗ thế kia? 500 đệ tử của võ đường nhà họ Hàn, và cả hướng dẫn viên có thực lực cấp binh vương kia, đều tỏ vẻ nghiêm túc. Cho dù là gã dùng hết sức mình, thì cũng chưa chắc có thể đỡ được cú đấm của Hàn Lôi Long một cách nhẹ nhàng như vậy. Thực lực của tên Tiêu Chính Văn này hơn xa gã. Quân vương. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều hiểu ra, Tiêu Chính Văn là một cường giả có thực lực cấp quân vương. May, là một quân vương, sau sự kinh ngạc, sắc mặt Hàn Lôi Long trở nên u ám, lạnh lùng hỏi. Tiêu Chính Văn lạnh lùng hừ một tiếng, đáp quân vương. Trong mắt ông, quân vương đã là sự tồn tại cao nhất rồi à? Ái chà chà! Hàn Lôi Long nghe thấy thế thì nhíu mày, cả người khẽ run rẩy. Mày vênh váo lắm, mày có biết cả tỉnh có không quá 7 cường giả thực lực cấp quân vương không? Vậy mà mày còn khinh thường. Hàn Lôi Long lạnh lùng nói, rồi quát hỏi, rốt cuộc mày là ai? Tại sao lại có thực lực cỡ này? Tiêu Chính Văn cười khẩy đáp, tôi là ai quan trọng đến vậy sao? Tôi vẫn câu nói đó. Hàn Lôi Long ông dẫn người cút khỏi nhà họ Khương, cút khỏi Tu Hà. Nếu không đừng trách tôi vô tình. Câu nói này khiến Hàn Lôi Long nổi trận lôi đình, quá ngang ngược vênh váo rồi. Quát con, mày đúng là tự tìm đường chết. Hàn Lôi Long tao có thực lực quân vương huyền cấp 2 sao đấy. Dưới 2 sao không ai là đối thủ của tao cả. Tao không tin mày mới chừng này tuổi đã vượt cả 2 sao. Chết đi, Hàn Lôi Long nổi giận. Lần nữa lao tới. Lần này ông ta dùng hết toàn lực, chiêu nào cũng hiểm độc. Lúc ra tay, ông ta đều nhằm vào cổ, huyệt thái dương và các tử huyệt trên người Tiêu Chính Văn. Động tác dứt khoát, tốc độ nhanh nhẹn, chiêu thức chí mạng. Nhưng, Hàn Lôi Long không ngờ được rằng chiêu nào của ông ta cũng bị Tiêu Chính Văn đỡ được dễ dàng. Không thể nào. Tuyệt đối không thể thế được. Càng đánh, Hàn Lôi Long càng thấy sốt ruột. Ông ta tức giận gầm lên, đá mạnh vào tim Tiêu Chính Văn, quát, chết đi. Tuy nhiên, ầm một tiếng, cú đá của Hàn Lôi Long lại lần nữa bị hụt. Sau đó, trong ánh mắt vô cùng kinh hãi của ông ta, Tiêu Chính Văn giơ tay lên, đấm vào đầu gối ông ta. Khoảnh khắc đó, ông ta cảm nhận rõ ràng một luồng khí thế vô cùng lạnh lẽo, còn hơn cả quân vương, thuộc trình độ mà ông ta hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Một tiếng rắc vang vọng. Cả người Hàn Lôi Long bay ngược ra ngoài, ông ta kêu lên thảm thiết, ngã xuống đất, ôm lấy chân phải. Đầu gối chân phải của ông ta đã bị đấm cho nát bét, máu thịt lẫn lộn, vô cùng thê thảm. Mọi người mắt chữ A mồm chữ O, nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ không dám tin. Hàn Lôi Long đường chủ của võ đường nhà họ Hàn, tông sư nằm trong top 5 của giới võ thuật tỉnh, bị đánh bại chỉ bằng một chiêu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 22.